Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Mira. Kính thưa quý vị, cách đây vài ngày thôi thì ông Tony và ông Đỗ Vinh đã thông báo đến quý vị ngày hôm nay sẽ có cuộc xét xử ở tòa cấp trên về vấn đề liên quan tranh chấp pháp lý ở tại chùa Bảo Quang. Và cũng vậy, ngày hôm nay thì ông Đỗ Vinh cũng như là ông Tony đã có mặt ở tại studio này sẽ trình bày quý vị tường tận cái kết quả lần đầu tiên này như thế nào. Và bây giờ thì chúng sẽ được bắt đầu. Trước hết kính chào chú Tony cũng như là ông Đỗ Vinh ạ. Chào. Vâng, thân mến chào anh Tiến Dũng và toàn thể quý thính giả. Hôm nay xin lỗi quý vị, chúng tôi tới hơi trễ bắt đầu sau giờ dự định, nhưng mà sẽ có rất là đầy đủ thông tin cho quý vị. Đặc biệt hôm nay là ông Tony Bùi sẽ có rất là nhiều thông tin để cập nhật quý vị và sẽ nói rất là mạch lạc từ gốc từ tới ngọn. Xin mời ông Tony. Dạ, kính chào quý vị. Tôi là Tony Bùi, là một trong những người duy nhất đã đứng đơn kiện ban quản trị chùa Bảo Quang là ông Bạch Hoàng Lộc và Bạch Hoàng Chris, cô Bạch Hoàng Christy. Ông Bạch Hoàng Lộc là thư ký và Bạch Hoàng Christy là thủ quỹ trong thời gian thầy Quảng Thành còn sống. Sau khi thầy mất thì hai người này đã dùng cái lực, cái uy thế là người trong ban quản trị tự động đuổi ông thầy Thích Phước Hầu đi. Do đó tôi và ông Phiêu Bùi đã đứng lên kiện hai người này, ông Bạch Hoàng Lộc và Bạch Hoàng Christy. Tuy nhiên trong vụ kiện đó chúng tôi không phải là thua, nhưng mà chúng tôi đành phải chiều ý của quan tòa xét là ông là phải rời khỏi chùa. Thì sau đó vào tháng 12 năm 2022, tức là gần như 3 năm từ 2019 thì thầy Thích Quảng Thanh viên tịch cho đến cuối năm 2022 thì chúng tôi nhận được một cái án lệnh là trên tòa cao cấp, tòa kháng án cho phép chúng tôi được cho phép vụ kiện phải được điều chỉnh, phải reverse, đảo ngược. Quý vị thấy chữ đó không? Đảo ngược, reverse and remanded, và phải được xét xử lại với sự instruction, với những sự chỉ dẫn của đúng luật. Đó, chúng quý vị thấy lý do tại sao mà trong hôm 21 tháng 3 vừa qua, hai ngày trước, thì chúng tôi đã lên trên tòa để dự một buổi hearing. Theo đó, nhóm của ông Bạch Hoàng Lộc và cô Bạch Hoàng Christy có luật sư đại diện đã thỉnh nguyện quan tòa là triệt tiêu lệnh thanh tra, thanh lý tài chánh về chùa Bảo Quang. Do đó, trong buổi hearing hôm qua, hôm thứ Ba, thì chúng tôi đã lắng nghe được vị quan tòa cho phép tiếp tục tiến hành việc subpoena tài liệu về hành chánh và tài chánh của chùa Bảo Quang để minh bạch hóa tất cả mọi việc cho đồng bào. Vì sao? Vì chùa Bảo Quang là tài sản chung của tất cả đồng bào. Khi nó được sinh hoạt dưới tiêu chuẩn là Non-Profit Corporation 501-3C, đó là lý do tại sao tôi dám đứng lên đại diện của những người đã từng góp phần để xây dựng nên chùa Bảo Quang. Thì theo tinh thần của một cái hội bất vụ lợi thì tài sản phải được minh bạch hóa và phải được kiểm soát, tức là phải accountability, tức là phải sòng phẳng rõ ràng, minh bạch cho tất cả mọi người đều biết. Dạ, vâng. Kính mời anh. Cảm ơn anh Tony Bùi. Và hôm nay thì chúng tôi cũng dẫn chứng lại một ít những cái quy trình pháp lý từ lúc bắt đầu cho tới hiện nay. Để quý vị, có nhiều người không có theo dõi từ đầu đến cuối thì sẽ không có bắt kịp. Thì chúng tôi cũng lặp lại một số điểm chính. Thứ nhất là khi nguyên đơn là bên ông Tony Bùi kiện hội đồng quản trị và tư cách trong tư cách là một Phật tử và một người có tham dự đóng góp cho chùa, với hai vị khác đó là thầy Thích Phước Hậu và ông Phiêu Bùi, thì nguyên đơn đã được trình ra trước tòa và
lần đầu tiên thì bên ông Bạch Hoàng Lộc và bà Bạch Lộc Christie đã thành công trong việc làm giới hạn những yêu cầu của bên đương sự nguyên đơn, và họ đã thành công trong việc giải quyết hai nguyên đơn kia để tháo lui, không còn là nguyên đơn nữa, và để duy nhất là ông Tony Bùi. Và họ đã đưa ra tòa một cái kiến nghị để bãi nại, dismiss cái lawsuit này, thì họ đã thất bại trong việc yêu cầu tòa dismiss cái case này. Tưởng như là họ đã thắng, nhưng mà tòa trên, tức là tòa kháng án Appellate Court, đã reverse and remand. Những cái danh từ này nó có nằm trong cái trang mà ông tôi vừa chiếu đây, trang đầu của Appellate Court, reverse and remand, tức là không cho xóa đi cái vụ kiện này, không cho rút lui, không có được dismiss, và tiếp tục tiến hành với duy nhất một mình ông Tony Bùi là nguyên đơn plaintiff, trong tư cách là một người congregant, chứ không phải là chỉ là một người vãng lai tới lui ở chùa temple goer, mà một congregant thì nó không phải là member, nhưng mà là một người Phật tử có tham dự và đóng góp tiêu biểu, chứ không phải là một mình cá nhân ông, mà tiêu biểu cho những Phật tử trong cùng cái tình huống cũng đã tới lui và đóng góp. Thì ông Tony Bùi cũng có trên dưới vài chục người trong cùng hoàn cảnh của ông, nhưng họ không có ra mặt chính thức, cũng như là không có tên trong nguyên đơn, nhưng mà họ vẫn là những người trong cái gọi là class of congregants, một cái tập thể, chứ không phải là ông Tony Bùi là đơn độc, nhưng mà ông là duy nhất đứng tên trong một cái vụ kiện tiêu biểu cho nhiều đương sự, nhiều nguyên đơn plaintiff. Và đối với defendant cũng nhiều, defendant those 1 to 50 hay là those 1 to 100 là những người có tên và những người ẩn danh chưa được nêu tên ra đầy đủ, và theo những quy trình pháp luật có thể được cộng vào trong những vụ kiện và những thủ tục kiện tụng sau này, chứ không hẳn là chỉ những người đang có tên trong cái lawsuit này là những người bị cáo duy nhất, defendant duy nhất. Họ chỉ là những người đang đứng tên đại diện tiêu biểu cho those 1 to 100, và có thể add thêm những đương sự khác nữa. Thì khi Appellate Court đã phán quyết là ông Tony Bùi có legal standing, tức là có tư cách pháp lý, tư cách pháp nhân để tiếp tục vụ kiện, đại diện tiêu biểu cho những người nguyên đơn khiếu kiện yêu cầu tòa án can thiệp và giải bài những ẩn khúc, những bí ẩn trong việc kế toán và cách điều hành, cũng như là những cái cung cách quản lý của hội đồng quản trị. Vì nội quy và cái bylaw và articles of incorporation theo dạng 501c3, mình thường hay nhắc tới là một tổ chức bất vụ lợi, là một tổ chức công cộng, không phải đóng thuế, thì những cái luật lệ trong cái quy chế này phải được áp dụng và phải làm sáng tỏ. Thì đó là cái ông Tony Bùi gọi là thanh tra thanh lý đó, thưa quý vị, quan tòa cấp trên. Chúng tôi thật sự là đội ơn quý quan tòa đã sáng suốt cho phép ông Tony Bùi tiến hành cái lawsuit này, và có một cái mệnh lệnh rõ ràng là phải làm sáng tỏ kế toán, tức là thanh tra thanh lý những sổ sách. Vì cái mệnh lệnh này từ cấp trên đưa xuống, cho nên tòa dưới thụ lý nhận lại, và cũng là ông chánh án Honorable Judge Glenn R. Salter là người đã từng làm việc trên hồ sơ vụ kiện này, cũng như là người đã thanh tra xử lý ngày 21 tháng 3 vừa rồi, tức là thứ ba vừa rồi, mà ông Tony Bùi đã chinh thân tới tòa hầu tòa với luật sư của ông là luật sư Hoyt Hart. Thì tôi tạm ngưng ở đây để ông Tony nói tiếp những cái gì đã xảy ra tại phiên tòa đó. Kính thưa quý vị, trong phiên tòa ngày 21 tháng 3 vào lúc 1:30 thì tôi đã đến tham dự
và cùng với tôi có hơn 10 người Phật tử khác đã lắng nghe chương trình của TD Media để loan báo về cái buổi hearing này, nên nhiều Phật tử đã đến và ngồi dự thính tham dự buổi hearing qua tòa xét xử. Thì trong buổi này thì bên luật sư của bên bị cáo là bà luật sư Athena Stern đã trình cho quan tòa nhiều vấn đề mà đẩy là có vẻ như là discredit, tức là tìm cách hạ uy tín của Tony Bùi, là ông Tony Bùi là người không được, không đáng tin cậy. Ông Tony Bùi cũng có một số người đứng trước tòa, họ báo chí rồi phỏng vấn, giống như là cho ông quan tòa biết là tôi là người tạo ra cái rối loạn tại trước cửa phiên tòa vậy đó. Tuy nhiên ông chánh án Saunter, ông đã không lắng nghe những điều trình bày của bà Stern. Và đồng thời bà Stern có nói là sở dĩ mà họ muốn tìm cách triệt tiêu quyền thanh lý hành chánh và tài chánh sổ sách đó, là vì họ sợ dính, họ sợ dính lên những vấn đề là tên tuổi của những người donor, những người đã ủng hộ cho chùa bị tiết lộ ra. Tuy nhiên ông luật sư Hoyhart của chúng tôi đã cho quan tòa biết rằng là quan tòa phải cho chúng tôi được quyền duyệt xét hồ sơ và tất cả những tin tức liên hệ đến cá nhân đều sẽ được redacted, tức là được che đi, hoặc là không cần lấy những cái bằng chứng để đóng góp. Tuy nhiên chúng tôi chỉ cần đến những bằng chứng để vấn đề là tiền bạc sử dụng trong chùa qua các bank account nó có được sử dụng đúng cách hay không, và có những số tiền nào đã vi phạm luật mà của liên bang không cho phép là đem tiền của công chúng làm lợi cho những người trong ban quản trị hay là những người thân cận trong ban quản trị bằng cách này hay cách kia. Đó là điểm mà chúng tôi thắc mắc và chúng tôi cần phải tìm hiểu để xem cái việc điều hành và tiền bạc đóng góp của quý vị có được minh bạch và sáng suốt hay không. Vâng, cảm ơn Tony, và tôi xin phép để làm rõ hơn những cái nguyên lý mà khi hai bên luật sư và đương sự tranh chấp thì tranh chấp cái gì và đi tới phán quyết gì của tòa nó quan trọng như thế nào trong vụ kiện này. Thứ nhất thì vào giờ phút chót ngày 18 tháng 3, bà luật sư Adina Stern đại diện cho thân chủ là bên Bạch Hoàng Lộc, Bạch Hoàng Christie đã đâm đơn lên trình tâu với tòa án rằng ba điểm chính. Thứ nhất, bà viện lý do là các người đóng góp tài chánh không muốn bị tiết lộ, cho nên xin quan tòa giới hạn và bác đi những sổ sách, những tấm check, những giấy tờ bằng chứng về những cái cuộc đóng góp hay là những cái đồng tiền đã để chi thu như thế nào, thì gạt bỏ ra hết. Đó là điểm thứ nhất bà đòi hỏi. Điểm thứ hai, giới hạn cái thời gian là câu lưu hồ sơ. Đây là một cái nguyên tắc thủ tục subpoena để mà produce những cái business record, yêu cầu những cái transaction, những cái kế toán từ trong trường hợp đây là East West Bank phải được bạch hóa cho quan tòa chứ chưa chắc là cho công chúng. Thì bà muốn giới hạn cái thời gian từ 2019 trở đi thôi, hoặc là ngắn hơn nữa, chứ không được thời gian câu lưu những hồ sơ sâu xa hơn. Thì bà phản đối, và bà phản đối không được đưa ra công chúng những cái bằng chứng này. Nếu mà quan tòa đồng ý cho phép thì chỉ cho hai bên luật sư coi riêng với nhau, xong rồi quan tòa xét xử gì xong rồi thì hồ sơ nó sẽ đóng băng siêu lại và công chúng không được dòm ngó vào đó. Thì cả ba điều này nó phản cái nguyên tắc của lệnh tòa cấp trên, vì lệnh tòa cấp trên là đòi hỏi thanh tra thanh lý thì nó phải là bạch hóa và phải câu lưu đầy đủ bằng chứng, không thể bị giới hạn. Tuy nhiên là cái thời gian mà những cái bằng chứng này được yêu cầu nó phải có relevance, là cái trọng điểm của vấn đề. Cho nên quan tòa Glenn R. Sauter đã sáng suốt mà nhận định đây là theo chiếu theo lệnh của cấp trên là phải làm sáng tỏ thanh tra thanh lý, thì không thể giới hạn cái thời gian
câu lưu hồ sơ là 2019 được, mà quan tòa muốn là ít nhất là 2012. Thì đó là cái tentative ruling mà chúng tôi sẽ chiếu cho quý vị. Chánh án Sauter đã nhã ý rằng quan tòa muốn cái thời hạn câu lưu phải tới 2012, và có thể là xa hơn nữa tùy theo cái nhu cầu và nó có relevance hay không. Thì đó là cái logic, quý vị. Quan tòa thì không có xử theo tình, không xử theo cái cảm tính, cảm xúc gì cả. Phải là logic và căn cứ trên pháp luật. Thì không thể giới hạn cái thời gian câu lưu hồ sơ, bởi vì đó là lệnh cấp trên. Phải làm sáng tỏ transparency, accountability. Thì nó đòi hỏi những bằng chứng đó phải sâu xa, chứ không thể bị giới hạn trong một cái thời gian quá ngắn, không đủ bằng chứng được. Thứ hai là những người donor hay những người đã đóng góp mà không muốn được tiết lộ danh tính, thì nó sẽ có những cái quy tắc mà chúng ta tôn trọng, bằng cách như quý vị thấy những cái hồ sơ vụ kiện mà redact, tức là bôi đen đi những cái danh tính những người mà họ muốn được tiết lộ, thì để tôn trọng cái sự kín đáo, privacy, confidentiality của những người donor, thì chúng tôi chấp nhận điều kiện của quan tòa là redact đi những cái tên người đó, nhưng không có nghĩa là không có đưa ra bằng chứng là họ có đóng góp, và những cái thu chi, những người nào nhận những ngân phiếu cũng phải được bạch hóa cho kiểm chứng lại. Người thanh tra thanh lý mà, thì phải kiểm chứng là ai đóng góp bao nhiêu và đóng góp cho trường hợp nào. Nếu mà giấu đi danh tính đi nữa, cũng phải lý giải là những số tiền đó là chính đáng, chính đáng và sử dụng đúng theo nội quy và theo cái mong muốn của công chúng. Vì đây là tổ chức 501c3 bất vụ lợi, nó rất là chú trọng vào sổ sách và những đồng tiền thu chi, không thể ém nhẹm, không thể không soi vào và không thể không giải thích là những cái số tiền này là thu chi cho việc gì. Dẫu rằng những danh tính của những người nhận, những người cho có thể được giữ kín đáo, thì quan tòa yêu cầu luật sư Hoyt Hart, bên đương sự nguyên cáo, là viết lại cái subpoena để làm sao mà câu lưu được bằng chứng nhưng không tiết lộ danh tính những người cần được bảo vệ. Thì chúng tôi sẽ có thời gian để viết lại cái subpoena đó. Thì đó là do cái tài của luật sư Hoyt Hart, và ông biết ông phải làm như thế nào. Với cái sự ý kiến đóng góp của nguyên đơn là ông Tony Boyd, ông có thể hướng dẫn, yêu cầu và hợp tác với luật sư Hoyt Hart để viết lên một cái subpoena hoàn hảo hơn. Còn cái subpoena đương thời trước tòa thì tòa cho điều chỉnh lại, chứ không gạt bỏ và không chấp nhận cái kiến nghị motion to quash của bên bà Dina Stern, tức là đại diện cho bà Hoàng Lộc, bà Hoàng Christie, là gạt bỏ ém nhẹm. Motion to quash có nghĩa là không tôn trọng cái subpoena yêu cầu mà câu lưu bằng chứng và hồ sơ trong vụ việc, thì quan tòa không cho quash, không cho dẹp bỏ đi cái motion đó. Thì tất nhiên bên bà Dina Stern đại diện cho bà Hoàng Lộc đã thua, vì họ đã rất là dày công viết lên mấy chục trang kiến nghị cả mấy tháng trời, giờ phút chót lại đưa thêm kiến nghị nữa để quan tòa ảnh hưởng quan tòa trong cái quyết định, là phải một là dẹp bỏ đi cái yêu cầu subpoena của bên đối phương, hai là giới hạn tuyệt đối cái thời gian câu lưu, còn lại chỉ có vài ba cái tấm check thôi, và thứ ba là ép nhẹm danh tính và không lý giải tại sao những cái số tiền này thu chi như thế nào, thì nó phản lại cái lệnh của tòa trên appellate court. Vì lý do đó quan tòa judge Glenn R. Sauter đã nhìn rõ ra vấn đề và không chấp nhận những cái kiến nghị của bên đối phương, và đã đồng ý cho bên nguyên đơn ông Tony Bùi điều chỉnh lại cái subpoena của họ, chứ không cho protective order, không có gag order, không có hủy bỏ, không có rút lại, và cũng không có giới hạn thời gian, mà ông còn nói là ít nhất là 2012 và nếu cần thiết xa hơn, miễn là dẫn chứng cho có logic là những cái hồ sơ đó cần thiết cho vụ kiện. Thì tôi đã nói trong chương trình trước quý vị là những bằng chứng rất là quan trọng, bởi vì một vụ kiện không thể thắng nếu không có bằng chứng. Vì tất cả những lý giải, logic, những tranh luận, tranh cãi, nó phải có căn cứ trên những sự kiện, có cơ sở trong những hồ sơ, những vật chứng, nhân chứng, bằng chứng cụ thể.
thì chúng ta mới dẫn chứng và tranh cãi một cách thành công được. Nếu mà bị gạt ra thì coi như chúng tôi đã thua, nhưng rất là vui mừng, đội ơn quan tòa Judge Sauter đã sáng suốt cho chúng tôi một ánh sáng sau đường hầm, cho thấy rằng chúng ta có rất là nhiều cơ hội để câu lưu hồ sơ rất là đầy đủ và dẫn chứng cho công chúng cũng như quan tòa đủ tài liệu để mà xét vụ việc. Và vụ việc đó là vụ việc gì? Cái trọng tâm của cái hồ sơ case tại sao đòi thanh tra thanh lý kế toán là vì mới phán quyết được là bên hội đồng quản trị có làm gì sai hay không, có mismanagement hay không. Đó là trong cái tentative ruling của chánh án Sauter đã ghi rõ. Đây là vấn đề mismanagement, quản lý sai sót, quản trị không đúng theo pháp luật. Cho nên cần có những bằng chứng và phải đưa ra, và hai bên phải lý luận, lý giải, thuyết phục quan tòa và nếu cần bồi thẩm đoàn. Và kể cả dư luận công chúng, vì đây là một cái class of congregants, rất là nhiều người chứ không riêng gì ông Tony Bùi. Ông đòi hỏi ông coi cái những cái sổ sách này để làm gì? Ông coi là để ông chứng minh cho công chúng rằng có những điều sai lỗi trong đó và cần phải có biện pháp để những chuyện này không tiếp tục xảy ra và những cái tình trạng này không dẫn tới những cái tình huống xấu hơn nữa, bán chùa bị siết tài sản, các người đang sinh hoạt đó bị cấm đoán không được tới lui, không được sinh hoạt, hay là nói cách khác là bị đuổi ra, kể cả các vong linh cũng không yên ổn nữa, bởi vì những tài sản của chùa sẽ không được ghi chép ra đầy đủ và trình bày ra. Thế cho nên cái việc thanh tra thanh lý nó đòi hỏi phải kiểm chứng lại tất cả tài sản của chùa, assets and liability, đó, trong chùa đang chất chứa những gì và đó là tài sản của chung hay của riêng, phải làm minh bạch. Và rồi forensic accounting thì chúng tôi phải đòi hỏi phải có để mà kiểm chứng những đồng tiền thu chi đó có chính đáng hay không, hay là nó đã chạy vào túi riêng của những ai, có những cái trường hợp phi pháp gì không, hay là chỉ là quản lý sai, thì quản lý sai lỗi của ai. Và chúng tôi có danh sách của rất là nhiều người sẵn sàng để ra ứng cử và để bầu cử để được đưa vào hội đồng quản trị và để điều hành ngôi chùa Bảo Quang tốt hơn là hiện nay. Đó là cái thiện ý của chúng tôi và ông Tony Bùi đã theo đuổi mấy năm nay, hy sinh cái lương hưu của ông và thời gian công sức của ông để cố gắng để đại diện cho tiếng nói của toàn thể Phật tử, đặc biệt ở chùa Bảo Quang, và còn bảo vệ các ngôi chùa khác nữa xa hơn như tình trạng hiện nay Bắc Mã và còn nhiều chùa nữa mà chúng tôi nói chưa nhắc tới vì những vấn đề này nó còn ầm ĩ chưa ra ánh sáng. Nhưng nếu không giải quyết từng chùa một, nó sẽ lan rộng các nơi và các tổ chức bất vụ lợi, các tôn giáo khác nữa cũng sẽ có vấn đề. Thành ra chúng tôi làm đây là ăn cơm nhà vác ngà voi đây cho quý vị, và cũng rất là đội ơn quan tòa đã cho chúng tôi một cái phán quyết tentative ruling, tức là nó chưa phải là cố định nhưng nó đã có một cái định hướng rõ ràng là các bằng chứng này phải được câu lưu, không bị khóa, không được dẹp bỏ cái lệnh của tòa là câu lưu rất đầy đủ, chỉ có yêu cầu là có một cái quy tắc để bảo vệ danh tánh của những người đóng góp trong đó mà họ muốn bị tiết lộ, thì chuyện đó phải được tôn trọng. Còn thời gian và tính chất của các bằng chứng này phải được bảo vệ và tôn trọng tuyệt đối và đưa ra ánh sáng, chứ không thể ém nhẹm, không thể bác bỏ và không thể lắc léo xuyên tạc, là như bà luật sư Dina Trên đã viết trong cái kiến nghị của bà rằng là những cái lời nói phát biểu của ông Tony Bùi làm cho phương hại tới bên họ. Tức như là họ nói là xuyên tạc bả lý, defamatory tactics, và đặc biệt họ còn dẫn chứng những cái lời nói của ông Tony Bùi ngay tại chương trình TD Media đây. Trong những ngày mà chúng tôi ngồi trong các tuần trước đây thì họ dẫn chứng, họ bảo ông nhắc tới ông Thông Hải, rồi ông nói tới chuyện chùa có những cái thu chi thế này thế nọ. Đó là hoàn toàn là cái quyền tự do ngôn luận của ông Tony Bùi. Và tôi đã lý giải rằng đó là những ý kiến, opinion của ông trong tư cách một người thuần hành Phật tử, một Phật tử thuần hành và một người am tường và sinh hoạt tôn giáo, tâm linh. Và ông có những cái ý tưởng của ông mà ông hoàn toàn được bảo lưu và được phát biểu một cách tự do ngôn luận. Không có gì phải cấm đoán, và vụ kiện này không phải là ông Tony Bùi bị kiện, mà ông là người đi kiện. Và những cái tiếng nói của ông không có được bịt miệng, và quan tòa hoàn toàn
không giới hạn gì cả, và không phạt vạ, không sanction, không bảo rằng ông nên được nói cái này, không nên được nói cái kia, hoàn toàn không nói tới việc này. Lý do là vì cái vụ kiện này nó không có về vấn đề, không phải là xét xử về tự do ngôn luận hay là cái quyền ông có những cái ý kiến như thế nào, ông có quyền phát biểu, kể cả ông phát biểu về những người mà chùa hội đồng quản trị chùa Bảo Quang, như là ông thầy Hòa Thượng Thích Thông Hải hay bất cứ một nhân vật nào khác mà lãnh đạo ở chùa đó, là những public figure, là những người của công chúng, và ông được quyền nói về họ, và họ cũng có quyền được lên tiếng để mà biện hộ cho chính họ. Còn họ không lên tiếng thì họ không thể nói là chúng tôi đang xuyên tạc mã lị, defamatory tactic gì đó cả. Cho nên điều đó là những cái ngụy luận, ngụy biện của bên đối phương. Nó đó, bà Dina Stern viết lên những cái điều đó để xuyên tạc ông Tony Bùi, để hạ uy tín của ông, như ông đã nói rồi. Đó là ám sát danh dự của ông, ám sát cái tiếng nói của ông. Và điều đó hoàn toàn không hề nói đến, bởi vì đó không phải là trọng tâm, trọng điểm của vụ kiện. Trọng tâm, trọng điểm của vụ kiện là đưa ra những bằng chứng cụ thể trong cái lệnh của tòa trên, là thanh tra, thanh lý và kiểm toán, accountability, là để phải làm sáng tỏ những cái đồng tiền thu chi như thế nào, không có lắc léo đẩy đưa câu chuyện qua một hướng khác. Vì những cái vụ kiện đó nếu muốn có thì nó phải xét xử theo một cái vụ kiện khác, một cái quan tòa khác, chứ không phải trong cái vụ kiện này. Cho nên những cái luận điệu đó hoàn toàn bị gạt bỏ qua một bên. Và chúng tôi cũng yêu cầu những ai mà hiểu lầm cái chuyện rằng chúng tôi lên đây để mà xuyên tạc hay mà lì thì hoàn toàn không có. Chúng tôi nói lên cái tiếng nói trung trực, công tâm và ý kiến riêng của chúng tôi, và chúng tôi có quyền theo tù chính án số 1 tự do ngôn luận nói trong cái tinh thần protected speech và anti-slap động cho phép chúng tôi theo social, literary, artistic and political value speech. Khi chúng tôi nói trong cái tư cách là ý kiến chính trị, ý kiến về văn hóa, ý kiến về nghệ thuật, về những cái vấn đề của xã hội, thì chúng tôi có quyền nói social, literary, artistic, political value, gọi là SLAP, slap. Anti-slap là phản những cái khuynh hướng mà ngăn cấm, bịt miệng, quy chụp, vu oan cho những người họ dùng sự tự do ngôn luận để mà họ nói lên cái tiếng nói của họ và muốn đè bẹp cái tiếng nói của chúng tôi, thì chuyện đó chúng tôi không thể chấp nhận được bất cứ trong một trường hợp nào. Bởi vì một cái xã hội dân minh, văn minh và dân chủ như Hoa Kỳ, tù chính án số 1 gần như là tuyệt đối, ngoại trừ anh dùng cái quyền tự do ngôn luận để hại người khác. Chúng tôi không có ám hại ai hết, mà ngược lại chúng tôi là nạn nhân của những sự ám hại về danh dự, về uy tín, như ông Tony Bùi đã nói. Vâng, tôi tạm ngưng ở đây để Tony đưa thêm bằng chứng. Kính thưa quý vị, với những hình ảnh vừa rồi, quý vị thấy thầy Thích Thông Hải, tức là Thượng tọa Thích Thông Hải, là người vừa được ban quản trị mời vào để thay thế cho thầy Thích Huệ Minh. Tại sao có sự thay thế đột ngột như vậy? Vì sau khi mà nhóm quản trị họ gọi là tiếp thu được chùa đó, thì họ đưa ông Thích Huệ Minh vào làm trụ trì. Tuy nhiên chưa đầy một năm sau thì ông Thích Huệ Minh đã ra trước cộng đồng tổ chức buổi họp báo, nói mọi việc tiền bạc ở chùa không được phân minh, do đó ông cần phải ban quản trị gồm có bà Christy Nguyễn, Bạch Hoàng Christy cũng như ông Bạch Hoàng Lộc phải giải bày tất cả những tiền bạc đóng góp qua các thùng Phước Sơn như thế nào, mà cả mấy tháng trời mà lúc nào cũng thiếu tiền, không có đủ để sinh hoạt, do vì cái sự dám đòi hỏi những quyền minh bạch hóa tiền bạc đóng góp mà thầy Thích Huệ Minh đã bị ban quản trị gồm có hai người là ông Bạch Hoàng Lộc và cô Bạch Hoàng Christy, hai người tự đuổi thầy Thích Huệ Minh và thay vào bằng ông thầy Thích Thông Hải. Quý vị đã thấy chưa, đây là một cái việc làm ban quản trị có tính cách gia đình trị, gồm có hai người trong một gia đình mà mọi việc quyết định phải có ba người, mà hết hai lá phiếu đồng thuận thì cái người kia chỉ là bù nhìn mà thôi. Do đó tôi thấy thầy Thích Thông Hải đã vô tình chung không hiểu vấn đề mà dám nhận một cái việc là tân trụ trì chùa Bảo Quang và
Trong buổi họp vừa rồi, tân trụ trì chùa Bảo Quang là ông thầy Thích Thông Hải đó được bầu lên, nhưng mà thầy Thích Thông Hải đã có những chùa như tại Ventura cũng như tại Honolulu hoặc là tại bên London, thì làm sao có thể điều hành thêm một cái chùa, và lý do gì lại nhận vào một cái việc mà trong đó ngay cả thầy cũng không có đủ khả năng của một người điều hành một ngôi chùa như vậy. Quý vị thấy hình ảnh đó, tuy nhiên bản chất của thầy Thích Thông Hải thì không đủ xứng đáng để đảm nhận một ngôi chùa. Vì sao vậy? Vì thầy cũng đã từng xuống Thiền viện Đại Đăng để mời các vị sư của Thiền viện Đại Đăng lên họp trong buổi đó, nhưng mà tất cả những vị sư tại Thiền viện Đại Đăng đều từ chối, không muốn dính líu đến cái buổi mà tấn phong của thầy Thích Thông Hải. Tại sao vậy? Vì thầy Thích Thông Hải thường mạo nhận mình là đệ tử ruột của đệ tử của thầy Thích Thanh Từ, gồm có Thanh Từ thì có những ông như Thông Phương, ông Thông Hải rồi và nhiều người khác. Nhưng mà thầy Thích Thông Hải đã không đi đúng cái con đường mà thầy Thích Thanh Từ đề ra, là chuyên môn phải tìm hiểu, học hỏi về giáo lý nhà Phật và chuyên chú về thiền định, mà thầy đã đi sai con đường đó, và nhất là đã vi phạm một cái giới luật của tỳ kheo là không được dính líu vào tiền bạc bất chánh, cũng như không được dính líu vào những vụ kiện chưa được rõ ràng của Phật tử. Đó là những việc làm có cách là vi phạm giới luật của nhà Phật. Do đó hôm nay tôi nói với thầy Thích Thông Hải với tư cách là một người Phật tử hiểu vấn đề, và mong là thầy Thích Thông Hải hãy cùng chúng tôi ngồi xuống để thầy, nếu hay đó thì hãy đề nghị những người trong ban quản trị của chùa Bảo Quang hiện tại là ông Bạch Hoàng Lộc và Bạch Hoàng Christie hãy trình bày tất cả những sổ sách hành chánh và tài chánh của chùa để chúng ta cùng tìm hiểu và có thể giải tỏa, thay vì phải tốn tiền cho luật sư, dùng hết tiền bạc cúng dường của quý vị để trả cho luật sư hết cả mấy trăm ngàn rồi mà tiếp tục kéo dài nữa thì chỉ làm hại cho chùa Bảo Quang cũng như làm hại cho tiền bạc đóng góp của quý vị vào chùa Bảo Quang mà thôi. Đó là chưa kể một số tiền lớn của thầy Quảng Thanh trước khi ngài viên tịch thì có để lại một số tiền vào khoảng 250 ngàn, gọi là insurance, life insurance. Mà số tiền life insurance đó hiện giờ ở đâu, được dùng vào việc gì thì quý vị cũng phải cho chúng tôi biết. Tiền đó là tiền máu, xương máu và bảo hiểm về sức khỏe và khi qua đời thì được nhận số tiền đó, mà nay số tiền đó lại được sử dụng không đúng cách thì đó là chúng ta mang tội với một người sáng lập của chùa Bảo Quang. Vâng, cảm ơn ông Tony. Tôi xin nhắc lại, tại vì quý vị không có theo dõi hết và cũng không có coi được những cái kiến nghị của bên đối phương, đó là luật sư Dina Stern đại diện cho thân chủ của bà ấy là Bạch Hoàng Lộc, Bạch Hoàng Christie, đã kiến nghị cho tòa án cả chục trang giấy đâm vào giờ phút chót ngày 18 tháng 3 để ảnh hưởng cái phán quyết của quan tòa vào ngày 21 tháng 3. Nhưng quan tòa rất là sáng suốt, chính án Glenn R. Salter, một người rất là lão thành, đạo đức đàng hoàng, tư cách và kiến thức đầy đủ, đã nhìn xuyên thấu những vấn đề, đó là vấn đề phải làm sáng tỏ những sổ sách. Accountability có nghĩa là phải kiểm chứng lại, kiểm toán lại và phải minh định tất cả những thu chi từ trước đến nay, ít nhất là từ năm 2012 đến bây hiện tại, và có thể câu lưu tài liệu hồ sơ sâu xa hơn nữa, với điều kiện duy nhất là bảo vệ danh tính của những người không muốn được tiết lộ. Thì đó là điều kiện duy nhất của quan tòa. Ngoài ra, không chấp nhận cái kiến nghị của bà luật sư Dina Stern là quash, tức là dẹp bỏ đi cái subpoena protect, yêu cầu production of public record hay là production of business record, thì quan tòa vẫn cho phép chúng tôi điều chỉnh lại cái subpoena, viết lại và để quan tòa xét coi xem là sẽ được quyền câu lưu những bằng chứng đó tới thời gian bao lâu và trong giới hạn nào, thì nó cũng có cái giới hạn về thời gian chứ không phải không.
không thể câu lương tới thời gian mà xa xôi quá thì những người đương sự không phải trong hội đồng quản trị thì nó không cần thiết. Nhưng mà vấn đề chính của vụ kiện là xét xử để xem nếu thanh lý được những cái hồ sơ vụ kiện này thì công tư nó có rõ ràng hay không, và có những cái gì quản lý gì sai quấy trong này cần phải điều chỉnh lại để không tiếp tục có những cái chuyện sai lỗi trong hành chánh cũng như trong tài chánh ở trong cái sự điều hành của ông Bạch Hoàng Lộc và Bạch Hạ Christie. Thì đó là một điều hoàn toàn nghiêm túc và cần thiết để đưa ra công chúng chứ không có ém nhẹm được. Cho nên chúng tôi có quyền thông báo với quý vị rằng ngày 21 tháng 3 chúng tôi đã nhờ vào cái sự anh minh sáng suốt của quan tòa cho chúng tôi một sự chiến thắng rõ ràng để đi tới cái cuộc xét xử trong tháng 6 này. Thì những việc mà chúng tôi sẽ tiến hành là câu lưu đầy đủ những hồ sơ bằng chứng để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vào tháng 6. Và từ đây tới đó chúng vị sẽ thấy chúng tôi còn câu lưu rất là nhiều hồ sơ nữa, chứ không riêng gì vấn đề kế toán, mà chúng tôi sẽ gọi mời những nhân chứng có những dữ kiện và có những sự hiểu biết và sẽ ra chứng nhận những lời khai, những lời chứng tuyên thệ rõ ràng, khai sự thật không mang khai, không vu oan cho ai hết, nhưng những nhân chứng vật chứng sẽ phải rất là đầy đủ vào cái phiên tòa tháng 6 này nếu chúng ta muốn cái sự minh bạch được bảo vệ và những sự thật sẽ là được làm sáng tỏ. Thì chúng tôi còn tin cậy vào quý quan tòa để cho phép chúng tôi tiến hành một cách rất là mạch lạc như vậy, không có cái gì gọi là mơ ảo hết, không có cái gì để thương lượng hay là để hòa hoãn hay là hòa giải hay là những cái trường hợp nào để mà cái vụ kiện này nó không tiến hành thì chúng tôi sẽ đi tới hết con đường. Và ông Tony Bùi ông đã chấp nhận cái hậu quả rồi, và quan tòa cũng rất là tôn trọng cái quyền của đương sự và bác bỏ cái yêu cầu của bà Edina Stern bên Bạch Hồng Lộc để phạt vạ sanction ông Tony Bùi tới 8.800 lần. Đó là mới là cái khởi đầu thôi. Nếu mà bà được cái đó, bà sẽ đòi thêm những cái legal cost của bà. Khi mà bên luật sư bên đối phương mà thắng rồi đó thì họ sẽ đòi cái tiền luật sư phí của họ, và ông Tony Bùi mà thua đó thì sẽ bị phải những cái phán quyết, mà nếu mà tòa phán quyết rằng ông phải chịu trách nhiệm cho những cái chi tiêu tốn kém của bên đối phương thì ông sẽ lãnh đủ một cái búa đó. Nhưng mà tôi cũng trấn an và an ủi ông Tony Bùi rằng quan tòa không đến nỗi như vậy. Quan tòa đã rất là sáng suốt và thấy rằng ông Tony Bùi không phải làm việc cho cá nhân ông, mà ông đang tranh đấu cho cả một tập thể. Và nếu mà phán quyết phạt vạ, phạt tiền ông thì là quá là bất công, quá là trái ngược lại với những gì mà công chúng đang đòi hỏi. Chúng tôi chỉ đòi hỏi sự thật thôi. Thì what do the defendants have to hide? Họ phải giấu giếm cái gì? Và tại sao họ phải tấn công chúng tôi? Tấn công trước tòa luôn chứ không phải là một cái sự tấn công mà gọi là dư luận đâu. Và cứ là chúng tôi lên chương trình như vậy thì có người là thâu băng, là mét lẻo rồi ngồi đó dịch lại, rồi đòi luôn cả cái tiền dịch thuật nữa. Đòi luôn là chúng tôi phải đền cho họ tiền dịch thuật. Ủa? Chúng tôi nói là theo tự do ngôn luận, mà quý vị có dịch là đó là cái chi phí của luật sư phí của quý vị, thì tại sao tôi đi vui phải trả tiền đó? Ông cũng bỏ tiền ra ông dịch thuật vậy. Và chúng tôi rất là nhiều những cái clip video, những bằng chứng mà chúng tôi sẽ lần lượt dịch ra để cho quan tòa chiếu theo những bằng chứng, chứ không phải những cái dư luận hay là những cái ngụy biện mà quan tòa có thể quyết định được. Quan tòa sẽ xét xử theo lý lẽ của tòa, cái logic của tòa, luật pháp và những cái tiền lệ mà chúng tôi đang hướng dẫn tới một cái trường hợp mà những cái phán quyết này nó sẽ là tiền lệ cho nhiều vụ kiện sau này nữa, và nó sẽ vạch ra một cái con đường rất là rõ ràng để không phải phạm pháp như hiện nay. Xin mời anh Tony. Dạ, kính thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi dám đứng lên mạnh dạn đứng lên để kiện ban quản trị chùa Bảo Quang là vì chúng tôi nhìn đến cái sự sống còn của một cái hội non-profit corporation mang danh là Vietnamese American Buddhist Buddhist Center for Charity, tức là VABCS, also còn được gọi là chùa Bảo Quang. Khi chúng ta xin phép lập một cái hội
gọi là non-profit, hội bất vụ lợi đó, thì chúng ta, những người mà xin lập hội đó phải cam kết với chính quyền liên bang cũng như chính quyền tiểu bang là phải minh bạch hóa tất cả những gì mà đồng bào đóng góp, cũng như là không được dùng tiền đóng góp này vào bất cứ việc gì có lợi cho những người trong ban quản trị hay ba hội đồng quản trị hay là những người thân trong ban quản trị. Ngoài ra, quý vị có thể trả lương, nhưng mà những lương hướng này phải được minh bạch hóa, trả vào việc gì, trả bao nhiêu giờ, chứ không thể nào mà gửi tiền đến cho những người thân trong gia đình họ một số tiền, như chúng tôi đã thấy hai cái check hơn 25.000 đô la gửi cho một người thân trong gia đình của ban quản trị 25.000, rồi 3 ngày sau lại ký thêm một cái check 25.000 nữa, và khi ở dưới là để là audio system. Chúng tôi mới đặt câu hỏi là thế nào mà audio system mà tới 50.000 đô la mà lại không mua trực tiếp từ cái hãng bán về audio, mà lại phải gửi qua cho một cái người bên trong gia đình của ban quản trị. Đó là những lý do mà chúng tôi thắc mắc, và đó là những lý do chúng tôi quyết chí là phải tìm hiểu cho ra lẽ tại sao những số tiền đóng góp của đồng bào lại thất thoát, lại được dùng vào những việc mà không rõ ràng, không minh bạch. Ngoài ra còn có rất nhiều cái check mà gửi cho cá nhân trong ban quản trị mà ở dưới không có đề những cái chữ là memo là sử dụng vào việc gì. Thấy chưa? Quý vị thấy đó là những check mà trên 5-7 ngàn, chứ không phải ít đâu quý vị ơi. Thì chúng tôi phải tìm cho ra được là tại sao những cái check như thế đó, và tại sao sử dụng vào việc gì phải minh bạch trong sổ sách của chùa cũng như trong sổ sách của nhà băng. Đó là so sánh những sổ sách mà bất cứ hội đoàn nào phải có, là một cuốn journal, là một cuốn hàng ngày ghi chép những sinh hoạt trong chùa, rồi cuốn ledger là ghi thu, chi thu như thế nào, rồi những cuốn receipt, những cái băng receipt, thì rõ ràng để mà chúng ta có thể kiểm chứng cho tiền bạc không bị thất thoát. Tiền bạc đóng của quý vị đóng góp vào chùa là tiền mồ hôi, nước mắt, tiền của con cháu quý vị làm ăn cực khổ, quý vị đóng vào thì được sử dụng phải được công minh rõ ràng. Do đó chúng tôi không phải là tranh đấu cho riêng tôi, mà chúng tôi tranh đấu cho tất cả những người đã từng đóng góp để xây dựng nên chùa Bảo Quang, cũng như cho tất cả hơn 10.000 hương linh, hình ảnh và tro cốt đang giữ, đang tạm trú tại chùa Bảo Quang, cũng như là làm theo đúng di nguyện của thầy Thích Quảng Thanh. Trước khi ngài mất thì thầy đã dặn dò chùa Bảo Quang là tài sản chung của tất cả đồng bào Phật tử tại Hoa Kỳ. Đây là di nguyện của thầy, và tại sao chùa hiện nay lại nằm trong tay những người trong ban quản trị, gồm có gia đình, trong những gia đình của những người trong nhà bếp từng giúp đỡ cho nhà bếp của chùa Bảo Quang, mà nay lại chiếm hữu, lại dùng những phương thức này thức kia để control, để kiểm soát tài chánh và hành chánh của chùa của chúng ta. Vâng, Đối Vinh xin tóm lược lại quý vị, chúng tôi đang còn trong giai đoạn discovery, tức là câu lưu bằng chứng, tìm tòi sự kiện. Và quan tòa vừa rồi đã ra một cái tentative ruling thuận lợi cho bên đương sự nguyên cáo là ông Tô Lê Bùi. Tôi sẽ mời ông cắt đĩa và chiếu trên màn hình tentative ruling. Trong lúc tôi take a break 5 phút thì mời ông Tony và anh Tiến Dũng có thể đặt câu hỏi. Khi tôi trở lại thì mình có thể giao lưu với quý thính giả. Chào ơn. Dạ vâng. Dạ, cho chiếu là cái hình này. Tentative ruling. Dạ vâng. Dạ vâng. Đây, đây là cái tentative ruling của quan tòa. Thì đầu tiên đó là cái vấn đề squash đã không được thực hiện vì không hợp với lại cái tiêu chuẩn của hội bất vụ lợi. Quý vị thấy trang những cái dòng đầu tiên, và cái dòng mà chúng tôi gạch xanh đó, tức là cho thấy là financial documents would appear to go into the heart of the matter, tức là những
tài liệu về tài chánh của chùa, của trung tâm này là phải được xuất hiện và là trọng tâm của tất cả những vụ kiện này. Và cái phần kế tiếp cuối cùng đó là the court is this inclined towards sentence, là quan tòa đã quyết định là không xử phạt hai bên vì bên nào cũng đòi là bị phải trả tiền, bị xử phạt. Như là bên phía luật sư của Bạch Hoàng Lộc đòi chúng tôi phải trả 8.800+ đồng cho cái vụ mà đòi hỏi Supiana đó quý vị. Nên cái vấn đề đó đã không được thực thi. Tóm lại những cái điều trên đây là quan tòa cho thấy là chúng tôi sẽ tiếp tục được quyền tìm hiểu về vấn đề tài chánh của chùa, tức là cái Supiana, cái trác để câu lưu những hồ sơ tài chánh từ nhà băng cũng sẽ được chúng tôi thực hiện và duyệt xét qua để cho thấy là có những điều gì sai quấy. Và nếu chúng tôi cần tìm hiểu thêm thì chúng tôi sẽ đòi hỏi thêm những cái năm trước đó. Tuy nhiên, hiện tại thì chúng tôi sẽ tìm hiểu từ năm 2012 đến 2020 đến hiện tại mà thôi. Năm 2012? Dạ, đúng rồi. Hiện tại là trong vòng khoảng mười mấy năm đấy. Dạ. Dạ, khoảng 12 năm đó chú hả? Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, có thể hỏi chú như thế này là con nhớ là cái phiên tòa trước á, là khi đó chú bị... chú ông Thu Đì, ông Phiêu Bùi, dạ, và thầy Phước Hậu là cái như thua, thì khi đó là chú bị một cái trác tòa là chú phải đền một số tiền, nó khoảng 30+ ngàn đúng không ạ? Dạ đúng vậy, số tiền là lên đến 41 ngàn, và họ luôn đã gửi đến trác đó đến đòi tiền của chúng tôi, và chúng tôi chưa chuẩn bị để trả thì chúng tôi nhận được một cái lệnh của tòa kháng cáo. Họ gửi đến, họ bảo là chúng tôi không, cái vụ kiện vừa trước đó đã phải được reverse, phải được đảo ngược và remanded và phải được xét xử lại. Và cuối cùng đó là đã nói rằng là appellant are to recover their costs on appeal, là người trang cuối cùng đó thì có cho thấy là chúng tôi đã sẽ được không phải trả tiền lệ phí mà bị đòi gì cả. Đấy là lý do tại sao mà chúng tôi vẫn tiếp tục kiện, vì chúng tôi không phải trả bất cứ những... Nếu vậy thì có thể hỏi rằng là tại trong cái phiên tòa đó thì ông Phi Bùi cũng như là thầy Phước Hậu đó thì bà chú bị xử là thua, thì như vậy trong khi tòa án cấp trên thì người ta nói rằng là chú không cần đóng cái tiền đó, thì đối với hai vị kia thì sao ạ? Dạ, kính thưa quý vị, vào tháng 12 năm 2021 thì bên nhóm ông Bạch Hoàng Lộc đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục ba người cùng ký tên để thua, tức là để rút lui khỏi chùa. Riêng ông Thích Phước Hậu cùng ông Phiêu Bùi đã ký tên để rút lui, và tôi là người dám đứng lại không ký tên và không rút lui. Những người kia rút lui thì và bị một cái điểm nữa là không được lui tới chùa trong vòng 3 năm từ 2021. Riêng tôi thì không ký tên và cũng không bị hạn chế đi lại đến chùa. Tuy nhiên trong thời gian qua chúng tôi không cần phải đến chùa để vì chúng tôi không có một cái việc gì cần phải đến chùa. Và số tiền phạt anh Tiến Dũng hỏi đó là đáng lẽ phải chia đều cho ba người chứ. Thì hai người kia đã được bên phía luật sư của ông Bạch Hoàng Lộc hứa hẹn là nếu rút lui thì họ sẽ không phải trả tiền lệ phí, tiền tòa, cũng như là không bị dính líu về vấn đề giấy tờ, về sổ sách liên hệ đến những ông Phiêu Bùi cũng như thầy Phước Hậu. Riêng tôi thì tôi sẵn sàng dám đảm nhận việc mà chúng tôi thấy rằng là có trách nhiệm phải làm sáng tỏ sự việc để chi, để giúp cho cái chùa được đứng vững. Kẻo không thì IRS, tức là cơ sở thuế vụ liên bang, cũng như là
sở thuế vụ của tiểu bang, họ sẽ xuống chùa và họ thanh tra tài sản và tìm thấy những cái tài sản của chùa bị thất thoát vào những người trong ban quản trị, thì họ sẽ triệt tiêu cái quyền điều hành của chùa, tức là họ sẽ revoke cái quyền sinh hoạt của chùa, tức là cái chùa sẽ bị dẹp đi. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải đứng lên để bảo vệ cái chùa khỏi bị dẹp đi. Khi chúng ta đã làm điều sai quấy mà chúng ta cố tình không có sửa đổi thì chùa sẽ bị dẹp đi. Dạ vâng. Còn cái số tiền mà nãy chú nói là liên quan đến số tiền mà hồi lúc hòa thượng có cái bảo hiểm đó. Dạ vâng. Theo như cái ý nãy chú nói là gì? Cái số tiền đó phải sử dụng cho sự phát triển của chùa. Còn thí dụ như trong cái chuyện thư kiện này thì họ có quyền để mà sử dụng những số tiền quỹ của chùa để mà kháng án, chống án, nói chung là đối diện lại ở trước tòa án mà. Đó là một điểm sai lầm đó. Khi chúng tôi kiện là chúng tôi kiện ông Bạch Hoàng Lộc và Bạch Hoàng Christie là những người giữ vai trò trọng trách bảo vệ cho chùa, thì những người đó phải có trách nhiệm là phải có trách nhiệm để mà trình bày cái nhiệm vụ của họ có xứng đáng, có đúng như là những gì mà họ đã hứa sẽ làm với tư cách là thư ký và thủ quỹ hay không. Thư ký là gì? Là người phải ghi chép, giữ sổ sách trong những sinh hoạt của chùa vào những dịp nào rõ ràng, rồi thủ quỹ mới dựa vào những cái sinh hoạt đó thì có những biên bản đó chi tiêu ra sao thì phải minh bạch hóa cho mọi người thấy. Còn đằng này chúng ta mang danh là thư ký và thủ quỹ, mình khi hỏi quyển sổ thư ký đâu hay là thủ quỹ đâu thì lại không có, tức là cái chùa này là một cái chùa không có sinh hoạt theo đúng tinh thần của một cái hội bất vụ lợi nha quý vị. Và nếu mà quý vị không làm đúng những tư cách như vậy đó thì chùa có thể bị giải tán vì chúng ta đã lạm dụng danh nghĩa là hội bất vụ lợi để làm lợi cho riêng cá nhân cũng như làm lợi cho gia đình mình. Thì đây là trường hợp điển hình của chùa Bảo Quang, và hiện giờ chùa Bảo Quang nó đã lan tỏa những cái sự sai lầm này, nó gần như lan tỏa qua bên chùa Bát Nhã. Do đó chúng tôi thấy khi chúng tôi gióng lên tiếng chuông này, chúng tôi cũng là một cách gián tiếp giúp đỡ cho những chùa khác phải làm việc rõ ràng, minh bạch tài sản và tài chính của chùa, để không thì kẻo không thì ngôi chùa sẽ bị IRS tịch thu. Và có thể hỏi rằng là trong trường hợp mà phía bên bên kia là phía bên Bạch Hoàng Lộc, Bạch Hoàng Đích thì mình như chú nói họ không chứng minh được hay là họ không có show được những giấy tờ mà bạch hóa theo như chú nói, thì bước kế tiếp sẽ là gì thưa ông Đỗ Bình ạ? Dạ vâng, chúng tôi còn nhiều bước lắm. Trước tiên thì chúng tôi cũng chia sẻ một cái tin vui với quý vị rằng theo thì ý của chúng tôi thì ông Đỗ Đình Bùi đã thắng lợi trong cái phán quyết vừa rồi, tentative ruling của chánh án Honorable Glenn R. Sauter đã rất là anh minh, rất là sáng suốt và không đồng ý với bên đối phương là giới hạn thời gian hay là việc câu lưu bằng chứng mà phải cho rất là thoải mái. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi đổi ơn và chia vui với quý vị rằng chúng tôi đã tranh đấu rất là cam go để đạt được thành tích này. Thì cái công cũng do ông Tony Bùi và những người hỗ trợ cho ông, quý Phật tử nữa. Như chúng tôi nói, nhiều người chưa xuất hiện, nhưng mà chúng tôi có danh sách rất đầy đủ những nhân chứng. Và những ngày tới, chúng tôi sẽ làm những cái bản lời khai, lời chứng, và xin mời gọi quý vị đóng góp tiếng nói chung. Không yêu cầu gì hơn là vấn đề minh bạch, công lý cho những cái sự đóng góp của toàn thể đồng hương, Phật tử, công chúng trong tòa, trong chùa, sự việc xây dựng chùa Bảo Quang mà di chúc của ngài sáng lập viện chủ ân sư là Hòa thượng Thích Quảng Thanh đã công bố trong giờ lâm chung là chùa Bảo Quang là của chung mọi người, công chúng chứ không của riêng ai hết. Thì bảo vệ di chúc đó cũng như nguyện vọng của quý Phật tử thì chúng tôi sẽ làm hết mình. Mà câu chuyện đi tới đâu thì không ai biết trước được, nhưng mà
vừa rồi thì chúng tôi cũng rất là vui, rất là mừng, rất là cảm ơn tất cả quý vị hỗ trợ tinh thần, giúp đỡ tiếng nói và giữ vững cái chính nghĩa của chúng ta có. Và chúng tôi đang đi bảo vệ nhiều chùa khác nữa. Đây là một cái cơn bão tố mà nó có thể giúp cho thanh bạch đi những cái sinh hoạt tại các ngôi chùa, các nơi tâm linh, tôn giáo, tôn thờ, những cái cơ sở bất vụ lợi phải được quản lý tốt hơn, phải tôn trọng pháp luật và phải gìn giữ những cái gì của công, của chung, không bị tiếm đoạt, không bị mai một đi, không bị ô danh, không bị những thành phần, tôi không nói là bất hảo, nhưng mà những người mà có thể họ là vô ý, họ làm hại tới cái danh dự chính nghĩa của những ngôi tam bảo này. Thì chúng tôi hy vọng rằng sau những cái cuộc kiện tụng này sẽ là có những phán quyết rất là rõ ràng, sáng suốt để chúng ta làm mới, làm lại, làm tốt hơn những cái cơ sở mà chúng ta đang hoạt động và cùng đóng góp. Thì những thế hệ sau, những người đi tới sẽ là những nhà lãnh đạo trọn vẹn hơn, uy tín hơn và làm việc theo, chấp hành theo những cái điều luật của tiểu bang và liên bang, của nước sở tại chúng ta đang ở đây, mà chúng ta tôn trọng nhau, xây dựng cho nhau một cộng đồng lành mạnh hơn. Đó là cái hy vọng của chúng tôi. Nếu còn 50 năm nữa thì chúng tôi cũng không ngồi đây nữa đâu. Đó. Nhưng mà nếu mà những cái sinh hoạt tiêu cực này đó, tiếp tục ở các nơi, ngay trong lòng phố của chúng ta ở đây, thì chúng ta không có ngẩng mặt lên được. Và con cháu chúng ta bỏ chạy hết. Họ sẽ hội nhập dòng chính và họ sẽ sống theo cái lối sống của người Mỹ, tôn trọng pháp luật và cái nào ra cái nói, công ra công, tư ra tư, có khả năng chấp hành làm hội đồng quản trị thì phải dân chủ, phải văn minh, phải tôn trọng mọi người, phải làm đúng với pháp luật, chứ không thể mờ ám được, không được thể né trốn được, không thể người này áp phe với người kia. Và những chuyện này nó sẽ được đưa ra ánh sáng, không những tại vụ này mà nhiều vụ khác nữa. Những người đã nhúng tay vào chàm, tôi dùng chữ đó, từ đó nhúng tay vào chàm, phải biết ăn năn hối cải, phải biết cái lỗi của mình, chứ đừng ngoan cố, đừng cố tình, cứ việc tiếp tục ngoan cố. Và chúng tôi nói rất nhiều người nữa, các nơi nữa, chứ không phải riêng ở chùa Bảo Quang đâu. Họ đang lẩm trốn sự thật, họ đang lẩm trốn pháp luật, họ đang lẩm trốn vì họ đã làm những điều sai quấy. Tôi nói rõ vậy và tôi lên án. Và những người bao che cho họ, imperi delicto, cũng là những người đồng lõa cùng trong một cái ring, cùng trong một cái âm mưu, cùng trong một cái quyền lợi nhóm chung để mà bòn rút tài nguyên, để mà lợi dụng những người nhẹ dạ, những người chỉ biết đi chùa lại Phật để trì niệm mà thôi. Thì cái chuyện này nó không thể tiếp tục như vậy mãi được. Chúng ta vẫn tôn thờ, vẫn tôn trọng, vẫn đi chùa, vẫn thờ Phật, nhưng mà chúng ta không có bao che cho những cá nhân đã làm sai, đang làm sai. Chúng ta phải đưa ra ánh sáng để quan tòa xét xử. Thì đó là cái điều đáng phải có ở một cái sự tự do, văn minh, pháp trị như Hoa Kỳ. Chúng ta phải sống là những người văn minh, là những người không chấp nhận những cái điều tiêu cực, sai quấy tiếp tục xảy ra trong cộng đồng chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, không xứng đáng để một cái nước văn minh như Hoa Kỳ đây, sau 50 năm hơn rồi mà vẫn như thế, thì chúng ta quá ư là lạc hậu và không thể nào làm một cái gương sáng cho bất cứ nơi nào khác, kể cả Việt Nam. Mà chúng ta không có quyền lên án chỉ trích ai hết, trong khi ngay tại đây trước mắt chúng ta những điều quá rõ ràng mà chúng ta không hết sức, không hết lòng, không yếu trợ nhau, mà còn đổ lỗi cho những người nạn nhân, đổ lỗi cho những người đương sự đi cố gắng để làm việc cho quý vị, đổ lỗi cho chúng tôi, nặng lời với chúng tôi, bao nhiêu lời chê trách, còn tấn công chúng tôi trước quan tòa nữa, chứ không phải riêng ở dư luận không đâu, phải không? Chúng tôi phải chịu đựng tất cả những chuyện này và còn sẽ phải chịu đựng nhiều nữa. Và chúng tôi có đi hết con đường hay không chưa biết. Anh Tiến Dũng hỏi rằng những cái bước kế tiếp là gì. Tôi nói rằng không những trong trường hợp này mà tất cả những quý vị nào có thông tin, có hiểu biết, có kiến thức và có lòng
với việc chung. Ở đây chúng tôi không phê phán về vấn đề Phật sự. Vấn đề đây là vấn đề chung, quản lý. Vấn đề là pháp luật, vấn đề là hành chánh, vấn đề là tài chánh có rõ ràng hay không, nghiêm minh hay không. Bất cứ một tôn giáo nào, bất cứ một tổ chức nào, đặc biệt những tổ chức bất vụ lợi, phải tôn trọng những cái nguyên tắc, những cái pháp luật đã đặt ra từ hàng trăm năm. Và chúng ta là những người di dân tị nạn mới tới nước này, phải học và phải tập theo những cái của những người dòng chính, đáng phải học, đáng phải làm theo. Thì đó là chúng tôi kêu gọi như vậy. Còn những bước làm gì thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị còn nhiều nữa từ đây tới tháng 6 và có thể xa hơn nữa. Dạ, những việc làm mà chúng tôi làm vì là làm tự nguyện để muốn giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta được trong sạch hơn. Vì trong quá khứ chúng ta đã không sinh hoạt theo đường lối dân chủ hay là công bằng, hợp lý mà chúng ta thường rêu rao là một hội đoàn bất vụ lợi phục vụ quyền lợi chung cho mọi người. Tuy nhiên chúng ta lại lợi dụng sự lỏng lẻo của luật pháp để mưu lợi riêng cho cá nhân của mình. Do đó tôi đã dám đứng lên để kêu gọi mọi người cùng sửa đổi. Và tôi nhân đây cũng nhắn với Hòa Thượng Thích Thông Hải, thì Ngài đã được bầu lên là trụ trì của Chùa Bảo Quang. Thì nhân đây xin Thầy Thích Thông Hải hãy nhắn nhủ những người mà đang làm việc chung với Thầy là người thư ký là ông Bạch Hoàng Lộc và cô thủ quỹ là Bạch Hoàng Christy, hãy cùng chúng tôi ngồi lại để tìm một giải pháp tốt đẹp cho chùa. Chúng tôi không muốn đưa ra tất cả những bằng chứng mà tiền bạc thất thoát do sự quản lý yếu kém của quý vị. Vì nếu mà đưa ra những điều này thì không những quý vị phải bị phạt vạ mà còn bị liên hệ nhiều việc khác. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng quý vị hãy cùng chúng tôi ngồi lại để chúng ta cùng tìm một giải pháp tốt đẹp cho chùa Bảo Quang và hội tất cả những người Phật tử đã từng đóng góp cho chùa Bảo Quang, để chúng ta có một cái buổi hội general meeting, bầu lên một ban quản trị ít nhất là cũng được 9 người, để rồi từ trong đó phân chia công tác, rồi tất cả mọi người cùng làm cho chùa Bảo Quang được phục hoạt lại, được có sinh khí trở lại và thể theo đúng nguyện vọng của Thầy Thích Quảng Thanh là chùa là một cơ sở bất vụ lợi phục vụ vì ích lợi chung cho đồng bào và là tài sản của tất cả mọi người. Đấy là những tâm nguyện, ước nguyện của Thầy Thích Quảng Thanh đã bỏ công sức cũng như mồ hôi nước mắt và ngay cả sinh mạng để gây dựng nên ngôi chùa này, chùa Bảo Quang, mà chúng ta đã cố tình làm sai quấy để khiến cho ngôi chùa rơi vào những tình trạng bế tắc như trong thời gian vừa qua. Vâng, xin mời anh Tấn Dung đặt câu hỏi hay là đọc comment cho chúng tôi trực tiếp giao lưu với quý khán giả. Dạ vâng, một nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Quý vị đang xem trực tiếp trên channel TD Media thưa quý vị. Dạ vâng. Dạ, và bây giờ thì sẽ là phần giao lưu. Quý vị có thể giao lưu bằng hai cách, quý vị để lại comment hoặc là quý vị gọi số điện thoại trực tiếp. Ngày hôm nay một lần nữa Tiến Dũng sẽ biết cấp số điện thoại quý vị nha. Và bây giờ thì vào câu hỏi của khán giả tên là Anthony Lê. Ông Tony nói vậy vậy, chạy lên rồi. Rồi, của Hoang Hoàng xin phép hỏi ông Tony Bùi, ai làm chủ cái property chùa Bảo Quang? Kính thưa quý vị, chùa Bảo Quang, tôi có thấy cái rent deed của chùa Bảo Quang là người owner là VABCS, tức là Vietnamese American Buddhist Charity Service, BCS, VABCS, và địa chỉ là 713 North Newhall, Santa Ana. Thì với cái rent deed như vậy thì cái người chủ sở hữu chủ của chùa Bảo Quang là hội bất vụ lợi chùa Bảo Quang. Dạ. Rồi đến coi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chùa không có xác suất bị bán đi hay là bị mất vào tay một người khác. Tại vì sao?
Tại vì chùa là dưới sự điều hành của một ban quản trị, mà trong hiện tại ban quản trị chỉ có 3 người là ông Bạch Hoàng Lộc, cô Bạch Hoàng Christie, và họ mới vừa đưa vào thầy Thích Thông Hải. Thì ra 3 người này mà họ làm quyết định gì thì sẽ ảnh hưởng đến ngôi chùa của chúng ta. Do đó chúng tôi mới đề nghị là ngôi chùa phải được mở rộng ra cho khoảng 9 người, rồi sau đó tất cả những người đó phải đồng lòng chung sức nhau để giúp cho chùa trong những vấn đề phát triển cũng như trong vấn đề liên hệ với cơ quan công lực. Chúng ta thấy tương tự bên chùa Bát Nhã cũng 3 người. Sư cô Huệ Chiếu, rồi một cô Lan Khanh Nguyễn, rồi một ông là Nguyễn Huy Tuấn Anh. Rồi cũng 3 người đó bảo quán như thế nào, quyết định như thế nào mà cái credit lại chuyển qua tên của sư cô, Đỗ Thị Huệ Nghiêm. Và sau đó sư cô cấm cố và bán đi. Thì cái tình trạng này nó cũng có thể xảy ra ở chùa Bảo Quang mà không ai biết, cho đến khi chuyện đã rồi. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ cũng như là Tổng vụ trưởng Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Đăng Lê sẽ bảo là không biết gì hết. Rồi mới chạy chữa. Thì cái chuyện đó đã rồi. Nó đã rồi trong một cái ngôi chùa khác, và nó vẫn cũng có thể xảy ra ngay ở chùa Bảo Quang. Không lấy gì bảo đảm là chuyện đó không xảy ra. Cho nên những gì đang xảy ra ở chùa Bát Nhã chúng ta cũng phải đấu tranh để làm sáng tỏ sự thật và để ngăn cấm những chuyện gian lận nếu có, đưa ra ánh sáng và phải xét xử. Bằng không chuyện này nó sẽ lặp đi lặp lại ở nhiều nơi khác nữa, tôi khẳng định như vậy. Và khi nó lặp ra lặp lại rồi, chúng tôi sẽ chiếu lại quý vị cái bằng ngày hôm nay mà Đỗ Vinh đã nói như vậy. Dạ vâng, cảm ơn Đỗ Vinh. Bây giờ có khán giả là theo mình Lê Trần thì ủng hộ mãnh liệt quan hô tiến sĩ Đỗ Vinh. Dạ. Của NS Freedom thì nói là cũng là do phần tử đóng tiền không đúng chỗ. Điều này cái đó là tôi nói là đổi thừa cho nạn nhân đó. Đấy là cái tư duy mà chúng tôi cho rằng là lạc hậu và không đúng chỗ. Tôi không lên án cá nhân này, bởi vì họ nói lên một cái quan điểm mà cũng có nhiều người nghĩ như vậy, nhiều người nói như vậy. Cũng tại phật tử nhẹ dạ hay là bị xúi dục hay là mê tín dị đoan đóng tiền không đúng chỗ, cái đó là đổi thừa đổi lỗi cho nạn nhân. Tôi không đồng ý, tôi không có cùng quan điểm. Và cũng những người báo ô tại các cô ăn mặc hở hang sexy quá thế này thế kia lên chùa cái đó không đúng, cho nên là bị lợi dụng hay lợi dụng là lỗi tại các nạn nhân. Đổi thừa như vậy không có đúng, không phải. Tại vì một đàn bà cô gái mà ăn mặc hở hang sexy rồi mình có quyền sào sỡ với họ, nó sai, sai hoàn toàn. Tôi phải lên án những cái khuynh hướng và những cái thái độ lạc hậu như thế. Bởi vì những người đàn bà con gái họ có quyền ăn mặc theo cái phong cách của họ và cái tư duy và cái cung cách để họ biểu lộ ra cái tự do của họ. Thì chúng ta không thể vì như vậy mà lợi dụng cái những cái hình thức đó để bảo rằng thế là các cô bị tấn công là đáng rồi, phải rồi, lên chùa mà ăn mặc hở hang. Cái đó là phải lên án thôi. Và những tất cả những luận điệu mà đổi lỗi cho các nạn nhân tôi hoàn toàn phản đối. Kể cả cái luận điệu mà anh này vừa nói, tại vì phật tử lên đó đóng tiền thôi. Sai. Dạ, các khán giả hỏi là ông Tony sai rồi, trụ trì chỉ là chức vụ mang tính chất tinh thần tôn giáo chứ không có nhiệm vụ hành chính hay pháp lý. Cái này để Đỗ Vinh trả lời luôn, nó không đúng. Vì trước đây là Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ sáng lập chùa Bảo Quang, là người CEO, tổng giám đốc của tổ chức gọi là Vietnamese American Buddhist Cultural, cái tổ chức mà gọi tắt là chùa Bảo Quang đấy. Và người thế vào đó sau này là thầy Hòa Thượng Thích Huệ Trị Huệ Minh. Và từ khi Huệ Minh rời khỏi chức vụ đó thì họ lại đưa Hòa Thượng Thích Thông Hải vào, mà có cái clip của giáo sư tiến sĩ tổng vụ trưởng Huỳnh Tấn Lê đóng dấu cho Hòa Thượng Thích Thông Hải, mà anh Tiến Dũng còn đây có thể chiếu cho nghe. Thì như vậy vấn đề nó không có đứng ở cái chỗ ông thầy Thích Thông Hải ông quyền hạn như thế nào. Trên pháp lý ông được đưa vào một chức vụ hẳn hoi của một cái tổ chức bất phù lợi, có vai trò lãnh đạo, không thể nói ông chỉ có lãnh đạo về tôn giáo được hay là Phật sự được. Phải, ông ở đó là một cái chức vụ hành chính có quyền hạn đầy đủ của một tổ chức bất phù lợi 501c3,
trong hội đồng quản trị và chức vụ là tổng quản trị, tổng giám đốc, CEO. Không thể nói là ông chỉ tôn giáo thôi, không phải, sai. Không thể chỉ tôn giáo thôi, ông còn 3-4 cái nhiệm vụ trong đó. Điều hành một ngôi chùa theo hành chánh, mà coi lại những số sách là tài chánh, và lo cho những Phật sự là tôn giáo. Khi nói về coi lại những sổ sách về tài chánh á, thì cũng bày trong một lần em có một phỏng vấn của kênh Trực Diện TV, thì ông nói rằng là quý vị cứ yên tâm đi, kể từ khi mà ông về chùa Bảo Quang thì ông sẽ bảo đảm rằng ông sẽ kêu gọi là những người mà giống như Bạch Hoàng Lộc và Bạch Hoàng Christine á, họ sẽ bạch hóa những cái thu chi, nhưng mà ông giới hạn từ cái đoạn ông về thôi, chứ còn trước đó thì ông không biết. Thì đó là cái mà em ghi nhận ở trên cái clip mà ông trả lời như vậy. Cứ ai làm sai rồi người mới vô xóa sổ làm lại, phủi tay. Đỗ Anh đã từng nói như vậy, phủi tay, phủi chân. Tôi không có làm gì hết, tôi từ trước đó tôi không biết, rồi thôi, tôi duy trách nhiệm từ khi tôi bước vào thôi. Thì cũng đúng, cũng đúng. Nhưng mà hai người kia cùng ngồi với ông, Bạch Lộc Christie, Bạch Hoàng Lộc thì sao? Cũng như ông luôn à? Mà họ là 2/3, ông là người thứ ba mà. Thì ông có thể là người mới, nhưng còn hai người kia đâu có mới, đâu có mới, rất là cũ. Ít nhất là từ 2012 là họ có mặt rồi, và trước đó nữa. Nhưng mà cứ lấy cái mốc thời gian 2012 đi, thì tất cả những việc hành chánh rồi transaction kế toán trong cái trường mục là hai vị đó phải có chịu trách nhiệm. Ông thể nói tôi người mới thì tôi không biết hai người kia làm gì, không, ông là tư cách tổng quản trị, là sếp cấp cao hơn là thư ký, cao hơn là thủ quỹ. Tổng quản trị, tổng giám đốc, ông có trách nhiệm toàn bộ. Còn nếu ông không chịu trách nhiệm thì ông đừng bước vào vai trò đó, đừng đảm nhiệm chức vụ vậy. Bảo là tôi không biết, tôi chỉ biết từ khi tôi bước vào thôi, sai. Rồi, và chúng tôi sẽ mời ông ra làm nhân chứng. Yes, ông là public figure, ông Hòa Thượng Thích Thông Hải, you are a public figure and you are a witness and you will be deposed in court. We will add your name to material witness to be called and subpoena, and thầy Huệ Minh luôn và những người đã từng nắm sổ sách của chùa, chúng tôi kế toán, chúng tôi câu lưu hết. Yes. Còn tòa có cho hay không cho là quyền của quan tòa, nhưng mà yêu cầu, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đã đưa ra vài chục nhân chứng, phải có lời khai, phải có lời chứng, cam kết ghi khai sự thật, tuyên thệ và có thị thực chữ ký đàng hoàng, hoặc là mời ra tòa để làm nhân chứng trong phiên tòa ngày tháng 6. Do cái chuyện này nó không phải đứng một mình ông Tony Bùi lên là ông tuyên thệ, ông nói rồi cứ hạch sách, ông cứ bảo ông nói thế này ông nói thế kia, không. Chuyện này chuyện chung của nhiều người, và những người nghĩ rằng họ lẩn trốn được sự thật, họ lẩn trốn được pháp luật thì xét lại. Dạ vâng. Cũng khán giả là Hoàng Hoàng, thì người đứng tên giấy tờ và ban quản trị chùa là một hay khác nhau? Câu hỏi hay. Ông Tony Bùi ông có nói ông có thấy cái credit rồi, và cái credit để là VABCS, là cái tên của tổ chức chùa Bảo Quang. Nhưng cá nhân đằng sau tổ chức đó là những ai? Thì hội đồng quản trị ít nhất là ba người đó, lúc này là Bạch Hoàng Lộc, Bạch Hoàng Christie và Hòa Thượng Thích Thông Hải. Ba người đó y chang như ba người bên hội đồng quản trị bên chùa Bát Nhã, có thể biểu quyết credit cho một người đứng như sư cô. Đối với anh em, rồi một mình sư cô đi cầm cố, và một mình sư cô không trả nợ, rồi một mình sư cô đứng ra bán luôn, phát mại luôn. Thì lấy gì bảo đảm cái chuyện này nó không có lặp lại ở chùa Bảo Quang? Và bây giờ sư cô ở đâu rồi không biết luôn. Không biết luôn. Không biết. Rồi ai đứng ra đại diện chùa Bát Nhã để mà tranh đấu, để mà redeem chuộc lại cái chùa, cho tới giờ phút này không thấy xuất hiện luôn. Dạ, nhưng mà trên giấy tờ thì em đã thấy cách đây khoảng 2 hôm thì luật sư Đi Na Nguyễn là ba người đã là tên đứng ba người mới đúng không? Dạ đúng rồi, kể từ ông Huỳnh Tấn Lê là agent for process đúng không? Đúng rồi, từ ngày 1/3. Thì chúng ta chỉ biết là mẫu số chung là giáo sư Huỳnh Tấn Lê thôi. Tại vì ông là cái người từ cái hội đồng quản trị trước đó sang cái hội đồng quản trị mà bán chùa đi, tới cái hội đồng quản trị mà bây giờ không phải là đương sự bán chùa, nhưng vẫn có trách nhiệm với cái tổ chức bất phụ lợi gọi là chùa Bát Nhã. Dạ, mọi người ngày hôm nay cũng có một vị khán giả hỏi là trên giấy tờ đó đó thì là ba người đứng tên chánh, rồi nhưng mà ông Huỳnh Tấn Lê giống như là cái người đại diện thôi, thì như vậy ông Huỳnh Tấn Lê có là member của hay là có người là trách nhiệm với cái chùa này không ạ? Cái đó ông phải khai, không ai nói thế ông được hết.
Ông có luật sư thì luật sư mà chính thức đại diện ông thì có thể nói. Đây có người gọi em đó là như vậy là ông Quỳnh Tấn Lê ông không có trách nhiệm. Cái đó là thì đấy ông phải trả lời. Còn ông không trả lời thì coi như ông tắc trách. Nó rõ vậy. Tôi vẫn nói giáo sư Quỳnh Tấn Lê tắc trách nhiều trường hợp và trường hợp này ông không lên tiếng ông càng tắc trách. Ông là agent for process, chúng tôi yêu cầu ông lên tiếng, mà ông lên tiếng là cái quyền của ông hay là luật sư cố vấn ông đừng lên tiếng. Nhưng mà chúng tôi không nói thế và cũng không có speculate, có nghĩa là đoán mò là tại sao ông không nói. Ông trách nhiệm là trách nhiệm cái gì? Tôi vẫn đòi hỏi là ông làm rõ đi, vai trò ông là gì, trách nhiệm gì, quyền hạn gì. Agent for process có cái gì hơn nữa không? Hay là chỉ nhận thư từ thôi, gọi là phát lại. Người phát lại đó, agent for process đó. Giờ đây cũng sẽ đưa lên một lần nữa cho quý vị nhìn thấy. Thì đấy. Và ở đây tôi không chỉ ngừng ở giáo sư Quỳnh Tấn Lê. Tôi đặt vấn đề với toàn thể lan lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ. Tôi, Joe Dovin, đặt vấn đề với toàn thể cơ cấu, tổ chức và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ. Ai đại diện? Tại sao để Tổng vụ trưởng xuống với chùa Bảo Quang đóng dấu cho ông Thích Tông Hải? Tại sao để ông giáo sư Quỳnh Tấn Lê để cái chuyện ở bên chùa Bát Nhã xảy ra như vậy? Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ ở đâu? Tôi đã cầu khẩn các cao tăng, các vị lãnh đạo xuất hiện, cứu dân độ thế đi. Bèo đéo từ cả tuần nay chưa thấy ai hết. Có duy nhất một sư cô là Bích Liên, sư cô tiến sĩ Bích Liên, người tôi tôn trọng và kính mến, có lên và cố gắng để làm những gì trong khả năng của mình giúp cho chùa Bát Nhã. Nhưng mà được cái gì? Làm được gì chưa? Chưa. Và cái thời hạn, the clock is running, cho tới 26 tháng 3 hay là 5 tháng 4, cái thời hạn nó sẽ vượt qua cái điều kiện pháp lý để mà đảo ngược lại cái cuộc cấm cố và đáng phát mãi foreclose chùa Bát Nhã. Bữa nay còn mấy ngày nữa tiến dụng? 22 rồi. Dạ. 26 là mấy ngày? 4 ngày. Ngày 5 tháng 4 là mấy ngày? 10 ngày. 15 ngày. Mà cho giờ phút này không ai xuất hiện hết là sao? Luật sư nhận vụ kiện này thì cũng phải lên tiếng chứ. Luật sư ăn tiền ngậm miệng không đại diện không nói gì hết. Rồi có người bảo là ôi bên ông Quỳnh Tấn Lê có 4 năm luật sư lận. Đùa như thật. 4 năm luật sư nào? Luật sư họ không có tên, không có tuổi, không có số barcode à. Rồi họ nhận nhiệm vụ rồi để dìm xuồng luôn hay sao? Để qua ngày 26 tháng 3, qua ngày 5 tháng 4, chuột cái gì nữa? Lúc đó thì bên gia đình họ đạo có quyền mà bán thì theo cái ý của họ, theo cái quyền của họ, bởi vì họ hoàn toàn chủ động. Mà cho đến giờ lúc này cũng chưa có bằng chứng gì họ làm gì sai. Người mua đấy, ngoại trừ ai có bằng chứng gì họ làm gì sai thì cứ đưa ra, kể cả tôi cũng có bằng chứng gì họ làm gì sai hết. Tôi chỉ đặt những cái vấn đề nghi vấn thôi. Và nếu ai có thì là bên đương sự để đi đấu chấp chứ. Tôi đã nói tôi không phải là đương sự, tôi phải người trong cuộc và tôi có tư cách pháp nhân để đối chất với gia đình nhà họ Đào, đơn vị đã mua. Và theo như tất cả những giấy tờ mà chúng ta có kiểm chứng lại thì hình như là họ mua rất hẳn hoi. Okay. Tôi có quyền đặt vấn đề đạo đức của họ, tôi có quyền yêu cầu họ lo cho nạn nhân khi mà ông họ thụ lợi trên cái bất động sản của nhà chùa Bát Nhã. Tôi yêu cầu vậy vì tôi đứng về phía nạn nhân, những người đã thắng kiện mà không được bồi thường. Thì tôi năn nỉ, tôi cầu xin những người có điều kiện tài chính, đặc biệt gia đình nhà họ Đào mua được mà bán ra có lợi thì làm ơn lo cho các nạn nhân. Đó là yêu cầu thôi chứ họ không trả cái bổn phận trách nhiệm gì trong chuyện đó hết, công tâm mà nói. Nhưng mà nếu họ làm được điều đó thì quá ư là đạo đức rất tốt, và tôi sẽ bái phục họ nếu họ làm được điều đó. Hay bất cứ ai, bây giờ người bảo tôi có 8 triệu, người bảo tôi có 10 triệu, người bảo tôi có thể mua mười mấy triệu, thì tại sao những người đó không có lo cho những người nạn nhân đi? Có mười mấy triệu, có 7-8 triệu, bao nhiêu đương sự, bao nhiêu những người đại gia, những người có tài chánh đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Tại sao cái chùa, một trong những lý do được nghi vấn là tại sao cái chùa đó phải bán đi, cấm cố đi, là tại vì họ bị những cái lo suốt và bị cái phán quyết nên họ lẩn trốn rồi vào đó để trục lợi. Theo cái lương tâm thì mình phải đi, tại mình biết mà, mình biết là cái thầy Tích Nguyên Trí thua cái vụ kiện đó phải bồi thường 350 ngàn, ít nhất là hai nạn nhân 175 ngàn mỗi người. Thì mình mua vào, mình mua nửa giá thị trường 3,5 triệu, mình bán ra là phải trên giá thị trường,
gấp đôi, thì có phải là lời từ 3, 4, 5, 7 triệu không? Thì tại sao không lấy 1, 5, 300 triệu đó để mà bồi thường cho nạn nhân đi? Một cử tri đẹp không? Phải là một cái cử tri anh minh đạo đức không? Và để tiếng thơm cho đời không? Hay là chỉ cái trục lợi cái đó? Và tôi biết là cái tài sản đó là của chung mà, nó của riêng ai? Biết mà, nó biết là cái chùa được xây lên bởi những trò cốt của nó đấy. The dead is paying rent. It's the temple that death built. Yes. Yeah. Những người đó đóng nguyên liệm để được vào. Và tôi cũng không đồng ý rằng cứ là vào đó gửi trò cốt là phải đóng 2.000 hay là cái số tiền nào ấn định. Không có. Không có. Tôi đã nói tôi ngủ vạn vong mà. Tôi biết. Theo thiện nguyện và đóng được bao nhiêu đóng. Không có hợp đồng gì là phải đóng 2.000, 5.000, 7.000, 500, 700 hết đó. Hợp đồng gì? Ai có cái hợp đồng gửi trò cốt ở cái chùa nào đó, ký như thế nào, đưa đây. Đưa anh Tiến Dũng chiếu lên đây. Rồi mới kiểm chứng là đóng bao nhiêu chứ. Còn theo thường lệ là tùy hỷ, tùy khả năng quý vị đóng góp thôi. Và bây giờ bảo để đó không có việc gì xảy ra, hay là bắt buộc phải đem đi sau ngày 5 tháng 4. Không ai biết được, bởi vì hai bên đương xử. Một bên bị mất chùa, một bên mua được chùa, không bên nào lên tiếng. Rõ ràng hết. Nếu mà rõ ràng thì đã nói giấy trắng mực đen thì cam kết đi, đưa ra một cái hợp đồng, đưa ra một cái thông báo đàng hoàng, một cái thông điệp. Đây, đúng ngày này là phải ký một cái hợp đồng khác để gửi trò cốt ở đây. Không, thì mời quý vị phải lo cho người thân nhân của mình. Có chưa? Không có một cái thông điệp nào, không có một cái hợp đồng nào. Thì cứ làm theo cái gì? Trực giác và cái tập tục theo thường lệ. Và những người nào quan tâm đến nỗi rằng họ không thể yên lòng thì quý vị thỉnh về, gửi những chùa khác không nhận thì gửi về nhà không nhận thì quý vị phải lo cho nó được tôn trọng những người quá cố của mình. Tôi không có nói ai phải làm thế nào hết, thì cái đó là tùy khả năng và tùy cái quan điểm của mọi người hành xử sao cho nó đúng. Riêng những người đang còn quản lý ở chùa đó, còn hay đi hay không đợi còn. Những người hội đồng quản trị, những người lấy địa chỉ tại chùa ở đó trong hội đồng quản trị cũ và mới, thì chúng tôi mới có quyền đặt câu hỏi với quý vị chứ. Quý vị còn tại chức không? Tổ chức đã giải tán chưa? Hay là còn hiện hành? Hiện hành, hiện hữu, sao không thấy ai xuất hiện hết? Cái người mua họ tới, họ kiếm ra hết. Và tôi tin là đúng, chứ họ không có dựng chuyện đó. Có điều rằng không ai tiếp là tại vì cái nguyên tắc hành chánh họ chưa đúng hoàn toàn. Ok. Mình là chủ mua, mình tới thì mình phải có tiếp dâm, mình phải biết mình nói chuyện với ai, chuyện gì chứ. Không thể tới đó không ai tiếp hết rồi. Như vậy là lỗi của hội đồng quản trị chưa hẳn. Tại vì họ có thấy có luật sư họ cố vấn là không tiếp, không nói gì cả. Cho đến khi chúng ta thấy xuất hiện những người đó, và chúng tôi cũng đặt vấn đề với các luật sư đó luôn. Những người đó không có đạo đức. Những người đang đại diện cho chùa Bát Nhã không đạo đức, không đạo hoàng. Những người luật sư, và vợ tôi cũng đã nhắc tới tên ít nhất là một người luật sư thất đức. Tại sao để cho chúng tôi hoang mang như thế này? Thất đức mấy ông bà luật sư đó. Sai. Sai lỗi về đạo đức, ethics. Quý vị không có được nhận một cái case rồi giữ im lặng như vậy. Rồi tới giờ phút chót xuất hiện là cái chuyện đã rồi. Lỗi tại ai? Tôi mà đủ bằng chứng tôi sẽ kiện Bar, tức là cái hội đồng mà quản trị của các người hành nghề luật sư và cấp giấy phép cho quý vị hành nghề. Tôi sẽ kiện lên bar. Tôi đã nói tôi kiện đó ông trời mà. Tôi không có chỗ nào hết. Cho nên những người lâu léo vào, ôi rồi ông đủ với ông đâu có kiện đâu, phải là ông kiện. Nó có nhiều hơn tất kiện. Tôi kiện lên Attorney General Rob Bonta. Và tôi sẽ kiện lên tới FBI và Department of Justice khi cần thiết. Kể cả trong vụ chùa Bá Quang. Tôi đủ thẩm quyền. Tôi đủ tư cách pháp nhân và tôi đủ bản lĩnh để làm điều đó. Ok. Bà chùa Bát Nhã, tôi hứa với quý vị, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Tôi làm cho ra lẽ. Thành ra những ai đi ngược lại với nguyện vọng của đồng hương, của Phật tử và của những người nạn nhân đang đi tìm công lý là tôi phản đối hết. Tại vì tôi đứng về phía nạn nhân, tôi đứng về phía Phật tử và tôi đứng về phía công lý. Trong đây có khán giả là Mai Gia Đinh thì nói là tôi xin hỏi bố mẹ của nạn nhân trong vụ bị sàm sỡ
có chịu trách nhiệm khi để các con mình lúc đó dưới 10 tuổi ngủ đêm tại chùa không, thưa luật sư Đỗ Vinh? Lại đổi lỗi cho nạn nhân. Bố mẹ của các nạn nhân nhỏ tuổi này cũng là nạn nhân. Quý vị có con bị sàm sỡ, quý vị có phải là nạn nhân không? Là cha mẹ đi, là anh chị em trong nhà đi. Lại đổi lỗi cho nạn nhân nữa. Tại sao bố mẹ lúc đó sao để cho con cái mình như vậy? Những người phạm tội phải đền tội, không đổi lỗi nạn nhân. Lần này lần thứ ba tôi lên án cái luận điệu đổi lỗi cho nạn nhân, blaming the victim. No, no, tôi không chấp nhận. Bố mẹ có thể không có sống trên đời, bố mẹ có thể đau ốm, bố mẹ có thể ở xa, bố mẹ có thể là những người bạc nhược yếm thế, bố mẹ có thể là người thất cổ bé miệng, bố mẹ có thể là người không có điều kiện tài chính, bố mẹ có người thể là những người tu sĩ, những người cư sĩ, mà họ không có muốn động, mà không muốn ra mặt. Và tôi không biết họ là ai, nhưng tôi có tiếp xúc với ít nhất là một nạn nhân, cô Thi Nguyễn. Cho tôi không tiếp xúc với bố mẹ họ, và tôi cũng không có trách chê gì hay đặt vấn đề bố mẹ họ đâu. Tại sao để chuyện đó xảy ra? Đó là đổ lỗi cho những người nạn nhân. Bố mẹ họ cũng là nạn nhân, và cái quyền để được bảo vệ danh tánh của họ, tôi vẫn bảo vệ cái privacy của họ. Họ xuất hiện, họ có cái lý do riêng của họ, tôi nói thế họ. Tại sao họ không làm được gì hay làm được gì, sao chúng ta biết được cho đến khi họ xuất hiện và họ công bố? Tôi nói tôi chỉ biết mỗi một mình cô Thi Nguyễn, người đã cung cấp một số tài liệu chánh án tòa án cho tôi, vậy thôi. Nhưng tôi vẫn phản đối luận điệu bất cứ ai đổ lỗi cho nạn nhân là tôi không chấp nhận. Tôi quy cái trách nhiệm và cái lỗi cho những người đã làm lỗi, vậy thôi. Và quan tòa đã phán quyết những người có trách nhiệm làm lỗi như thế nào phải bồi thường. Qua cái quy trình pháp lý mấy năm trời đã có phán quyết rồi, thì tôi vẫn đòi hỏi sự bồi thường. Không có vấn đề tôn giáo trong này, đây là con người, ai làm sai chịu trách nhiệm. Và cái cách chịu trách nhiệm là bồi thường. Và những người nào làm mất đi cái sự công lý công bằng bồi thường cho nạn nhân, tôi lên án luôn. Tôi gọi là nhúng tay vào chào, làm đánh mất đi cái sự bồi thường cho các nạn nhân là tôi lên án luôn. Tôi đang tranh đấu để họ được sự bồi thường mà, vì tôi cho đó là công bằng công lý. Và còn những nạn nhân khác nữa sẽ xuất hiện, và những nạn nhân đó chứng minh được họ bị hại, bị xâm hại, thì họ phải được bồi thường. Và chúng ta là một cái cộng đồng đạo đức đàng hoàng, tâm linh, tôn giáo, văn hóa, văn minh, mà chúng ta không thể đổ thừa nạn nhân được. Đó là cái luận điệu lạc hậu, đáng phải được lên án. Vâng, cảm ơn Đỗ Vinh rất nhiều, cũng như là một lần nữa quý vị đang xem trực tiếp channel TD Mira buổi livestream này. Quý vị có thể giao lưu tiếp tục bằng cách gọi điện thoại, hoặc là quý vị để comment. Bây giờ thì có lẽ Dũng phải đọc một cái câu comment này, nó không có dính tới chùa Bát Nhã, chùa Bảo Quang, nhưng mà nó dính tới Dũng. Bởi vì là cách đây vài hôm là Dũng có buổi livestream trực tiếp cùng với sư cô Bích Liên, cũng như là ngày hôm đó là có anh Minh Giang ở cái kênh Trực Diện TV, và ngày hôm đó cùng một lúc là chúng tôi live stream. Và trong đây thì có khán giả là Hoang Hoàng đề nghị ông Đỗ Vinh làm sáng tỏ vấn đề thầy Minh Tánh, thầy đang bị TD Media bôi xấu cách đây mấy hôm. Trước khi mà ông Đỗ Vinh nói thì thứ nhất là Dũng đề nghị quý vị xem lại hoàn toàn cái clip đó, là khoảng 2 tiếng 10 mấy phút từ đầu cho tới đuôi nha. Thầy Minh Tánh thì cũng thấy là thầy đã qua ba kênh rồi. Thầy nói rằng Tiến Dũng hay là ba người chửi thầy không ra cái gì. Thứ nhất với quý vị phải chứng minh đó là cái chữ, mà cái nghĩa là chửi. Chửi là cái chữ gì để là gọi là chửi à? Còn khi Dũng nói như vậy hay là Dũng kể một cái câu chuyện thì không thể gọi là chửi, đúng không? Ở đó mình đã phân định rõ ràng cái mà thầy đặt để, và cái sự kiện Dũng nói là thế nào. Dũng không bao giờ xóa, tất cả mọi thứ còn ở trên đó cả. Rồi, quý vị có bao giờ thấy thầy nói rằng điều đó Dũng nói sai hay không? Quý vị chưa thấy, đúng không ạ? Dũng cả đã xem ba cái clip, thầy đã lên cái kênh, Dũng đã xem hết rồi. Dũng nói là một ngày đó, lúc nào đó Dũng sẽ gọi thầy, nhưng mà chưa đến lúc Dũng phải gọi, hoặc là trả lời thầy, cũng chưa đến lúc để trả lời thầy trong lúc này. Có điều, Dũng biết chắc một điều đó, là cái chuyện mà sư cô Bích Liên
ngay từ sau khi mà sư cô lên tiếng có ý định là mua lại chùa Bát Nhã, trước cái tình trạng là Phật tử nhiều người lo lắng sẽ bị mất này kia đó, thì sư cô lên tiếng, thì sau đó bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Thì đối với thầy Minh Tánh thì mới đây nhất là ngày hôm qua thầy lên trên phố Vinh Sa TV, thầy cho rằng là có thể là dịp trùng dịp. Rồi thì còn cái chuyện thầy cũng thừa nhận là ở giữa là chùa Bảo Vương Quang, chùa Bát Nhã thầy nói điều đó cũng không đúng này kia. Nói chung là thầy cũng có cái ý định là hàn gắn lại, thầy cũng sorry rồi cũng quan hỷ bỏ lỗi này kia cho tất cả mọi thứ, thì điều đó phải tính sau nữa. Nhưng mà quý vị nha, lần nữa là quý vị nói là Dũng như thế nào với thầy đó, quý vị phải chứng minh một điều thôi chứ đừng không là hai ba điều. Và bây giờ thì Dũng đang có khán giả từ Las Vegas. Dũng hello, xin chào ạ. Khoan Dũng, để mình nói một ít trong cái này nha. Dạ vâng, dạ dạ. Tiếp cái phone, dạ. Tại vì cái này thì nó trực tiếp đặt vấn đề với Tiến Dũng. Dạ vâng. Nên Tiến Dũng mình trả lời trước. Dạ vâng. Cái đề tài rộng lớn hơn, Đỗ Minh vẫn muốn nói. Dạ vâng, mời anh ạ. Thứ nhất là tôi xin giới thiệu quý vị một cái suy nghĩ mới và một cái quan điểm, một cái từ ngữ chưa ai dùng. Tôi sử dụng lần đầu tiên trên kênh TD Media ở đây. Cái hiện tượng mạ quân, mạ quyền. Mạ đây là thỏa mạ, là mắng chửi, mắng chửi. Những kênh trong đó, chúng tôi cũng không có nêu tên đích danh gì hết, bởi vì chúng tôi cũng không có đức tiết và phải nói là YouTube hay là radio hay là TV hay là báo viết hay gì cả. Nhưng hiện tượng mạ quân mạ quyền nó đã xuất hiện tại phố Bô Sa đây từ mấy chục năm nay rồi, nên mới gọi là gió tanh mưa máu. Bởi vì những mạ quân mạ quyền họ núp ở dưới cái tự do ngôn luận, tu chính ái số 1, để họ tấn công người khác bằng lời lẽ, bằng lý luận xuyên tạc, bằng những lời bất công, bất chính, để thu lợi, có trục lợi. Là vì đó là một vũ khí mà, ngôn ngữ lời lẽ là vũ khí, có thể bị vũ khí hóa, weaponize trong tay những người mạ quân mạ quyền. Tôi gọi đấy, những mạ quân mạ quyền sử dụng ngôn từ lời lẽ tấn công người khác, mạ lý xuyên tạc, có khi bị đưa ra tòa, có khi không bị đưa ra tòa, nó vẫn là mạ lý, nó vẫn là xuyên tạc, nó vẫn là tiêu cực, nó vẫn là gió tanh mưa máu. Và tôi vẫn lên án tất cả những cái khuynh hướng, kể cả truyền thông báo chí ngồi đó móm cho người này chửi người kia, móm cho người kia chửi người nọ. Ác lắm và phản đạo đức. Về nguyên tắc báo chí cũng sai. Về lý lẽ đạo đức, không bất chấp tôn giáo nào cũng sai. Vì cái lý tưởng con người văn minh căn bản cũng sai luôn. Về cái cách tử tế đối xử với nhau, hoàn toàn sai. Là tôi lên án. Bây giờ nói về thầy Thích Minh Tánh, ông xúc phạm rồi ông tạ tội xin lỗi, gục đầu đánh lễ rồi tạ tội một đêm ba bốn lần, rồi lại xúc phạm tiếp, mỗi người xin lỗi đó lại xúc phạm nữa, rồi xin lỗi nữa rồi lại xúc phạm, thì tôi cho đó cũng là mạ quân mạ quyền, dùng những lời nguyền rủa chửi bới để mà tỏ được, để mà dìm người khác xuống, đưa cả bản nhân mình lên, để cho cái quan điểm của mình được tôn trọng, được phổ biến. Còn quan điểm của người khác thấp cổ bé miệng hơn, hoặc là họ không muốn tranh chấp, không muốn đối chất, họ là những người tu sĩ, họ là những người không muốn phải tham dự trong cái văn hóa tiêu cực gió tanh mưa máu của Bồ Tát. Họ nín, họ không nói, hoặc là nói rất ít rồi thôi. Trong khi những người đó mạ quân mạ quyền đấy, là tiếp tục thoái mạ những người khác hàng ngày, trong đó có thoái mạ luôn cả dân cử như tôi và những người dân cử khác nữa, cho nhiều trường hợp khác nhau. Để làm gì vậy? Để làm gì vậy? Trong những trường hợp cần thiết cũng là một đóng góp, tôi gọi là watchdog đó, cái vai trò tôi gọi ví von là chó ngó đấy, watchdog đấy, dịch literally là con chó ngó đấy, nhưng mà nó không có xấu. Hay một cách khác mình gọi là bellwether đó, tức là một cái tiếng chuông đánh báo động về thời tiết chẳng hạn, bellwether. Hay là một cái lightning rod, có người đó là họ tiếp nhận những cái sự chửi rủa và họ cũng phát ra những cái chửi rủa nữa. Đó là cái lightning rod.
Những cái tòa nhà mà nó tránh được sấm sét mà đánh vào đó mà không cháy cái tòa nhà đó là nhờ cái lightning rod. Có khi có những người họ là lightning rod, họ tiếp nhận những cái tiêu cực để họ phát lại những cái tích cực hơn, cũng có vậy nữa. Nó tùy trường hợp chứ không có qua đũa cả nắm được. Có người là watchdog không phải là bellwether, có người là bellwether không phải là lightning rod, có người là lightning rod không phải là watchdog. Nó có nhiều trường hợp khác nhau để phân biệt. Nhưng nói chung tôi vẫn lên án cái khuynh hướng mạ quân mạ quyền. Mà trước đây việc quyết lý 10 năm 12 năm ròng rã chơi cái trò mà Vũ Hoàng Lâm đang chơi đấy, kích người này chửi người kia, kích người kia chửi người nọ để câu view, để có view, để mình thu lợi. Cái trò đó Việt Quyết Ly chơi ròng rã cái chục năm rồi xóa sổ trên giang hồ. Rồi bây giờ Vũ Hoàng Lâm bước vào vai trò đó 13 năm nay rồi. 13 năm nữa thì cũng có bao nhiêu trò đó lặp đi lặp lại. Khuyến khích những cái sự đấu đá với nhau, đấu khẩu với nhau. Mạ quân mạ quyền, chửi qua chửi lại để câu view. Nó không giải quyết vấn đề gì hết, nó không đóng góp gì xây dựng cho cộng đồng này hết. Mà tôi chọn đó là tiêu cực. Cho nên quý vị tự ý thức lấy, mình có phải là mạ quân mạ quyền không? Có phải lên để ngồi để thóa mạ người khác không? Để hơn thua với đời? Qua cái tiếng nói của mình không? Không. Bác sĩ Michael Đào gọi tôi là dốt, tôi trả lại cái chữ dốt cho bác sĩ Michael Đào. Có vậy thôi. Hàm huyết phúc dân, tiên ô ngã khẩu. Mình nói xấu ai thì cái miệng mình nó dơ trước. Ai nói xấu người khác tự biết lấy. Ai nói xấu tôi trả lại hết. Tôi không nhận, tôi nói rồi. Bất cứ ai. Tại vì quý vị nói xấu tôi là quý vị dơ cái miệng quý vị rồi. Không đợi tôi phải chửi trả. Không có đâu, không cần thiết vậy. Đó. Khi nóng giận bực tức, yes, cũng có những buông lời cũng hơi nặng. Nhưng mà không đến nỗi nào. So với những chuyên gia chửi mắng ở đây, mà Hòa Thượng Thích Minh Tấn đã trở thành một chuyên gia chửi mắng rồi. Nên tôi gọi là mạ quân mạ quyền. Nên anh Tiến Dũng không cho lên đài này nữa, cũng là có lý do chính đáng. Còn quý vị là fan, ủng hộ lập trường quan điểm và tiếng nói của Hòa Thượng hay là Thầy Thích Du Tăng, Minh Tấn là do quý vị thôi. Tôi chưa bao giờ nói ai là đừng ủng hộ người đó hay là anh là fan người đó là sai, không có. Nếu quý vị đồng ý với quan điểm của ông hết 100% hay 10% gì đó là cái chuyện nhận thức và nhận xét của quý vị. Nhưng tôi cho đó là tiêu cực, không phải là hoàn toàn tiêu cực. Có những điều ông nói rất hay, rất hay, nhưng những gì mà ông nói mà xúc phạm tới người khác rồi ông xin lỗi rồi ông lại xúc phạm nữa thì tôi phải lên án rồi. Đừng xúc phạm nữa. Tại sao ông xúc phạm rồi ông xin lỗi, rồi ông xúc phạm nữa? Ông có cái gì bất bình thường không vậy? Rồi ngồi đó với ông Vũ Hoàng Lăng mớm cho ông hỏi về người này, hỏi về người kia để ông tiếp tục chửi. Chửi rủa xong rồi xin lỗi, xong rồi tôi hơi nặng lời lúc đó này kia kia nọ. Tại sao phải lấy vậy? Một nhà tư mình phải kiểm soát tư tưởng mình chứ. Kiểm soát được lời nói chứ. Kiểm soát được hành động mình chứ. Nếu mình mất kiểm soát thì tỉnh khẩu. Rút lui vào bóng tối. Nhưng tôi đã từng nói về bà Nhật Linh, rút lui về bóng tối. Khi mình đã thử nhận thức mình đã nói bậy rồi, xin lỗi rồi, rút lui về bóng tối. Không những là không phải là mãi mãi, nhưng mà trong thời gian tĩnh tâm suy nghĩ lại đi, có khi xuất hiện lại nói chuyện chuẩn hơn đi, đàng hoàng hơn đi. Còn nếu chưa được làm vậy thì làm ơn đừng tiếp tục có sự hành động cách người như chúng tôi gọi là mạ quân mạ quyền, chỉ có lợi cho những người tiêu cực và làm hại cho cộng đồng này thôi, không có xây dựng gì cho cộng đồng này cả. Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Bình. Dũng có thể tiếp tục theo nữa trong cái ý thế này. Nếu mà quý vị đã xem qua những cái clip mà thầy Minh Tấn đã lên từ cái kênh của Diện Di Trú hay là gì của Anh Quốc Võ hay là của Phố Bôi Sa TV hay là một kênh nữa, lên tới mấy kênh là em thấy rồi. Tại vì thầy dùng cái chữ này, Dũng thầy cho rằng là Dũng là đệ tử và không ngờ là đệ tử này nó tệ á, mà thầy dùng cái chữ là đâm sau lưng tới 10 nhát nữa. Thì thứ nhất là khi mà nghe như vậy đó thì không biết có quý vị có bị ngộ nhận hay không, hay là quý vị hiểu được qua cái lời nói đó nó là như thế nào. Rồi còn đối về chửi một lần nữa nha, bản thân Dũng thôi, cũng đề nghị quý vị
chịu khó vào nguyên cái clip mà Dũng trực tiếp cùng với anh Minh Giang trên kênh Trực Diện TV cũng như là trên kênh TD Media. Quý vị chỉ tìm Dũng một cái thôi, chửi thầy cái gì, là quý vị khi đó mình nói chuyện tiếp. Cái nữa là thầy nói về sư cô Bích Liên đó mà chửi thầy đó, thì quý vị có để ý không, là người ta hỏi chứ chửi như thế nào, thì quý vị có thấy thầy chứng minh cho quý vị được một điều nhỏ xíu không? Cái đó là quý vị phải cần gọi là xét. Cái nữa đó là nhiều người nói là Dũng nói xấu như thế này. Dũng biết là Dũng làm thời gian làm việc với thầy thời gian khá dài mà lên đây không phải là biêu riêu nói xấu ra, rồi thầy thì cũng vậy, nói tối xua bên gia đình Dũng thôi, thì cái chuyện cũng của thầy thì chuyện của Dũng cũng vậy. Dũng nói là gì, Dũng đã ngồi có sư cô Bích Liên đây đó, Dũng cố tình Dũng nói là gì, để cho thầy biết cái cảm giác khi mà người khác nói cái chuyện mà giống như là biêu riêu á, thì mình khó chịu như thế nào. Thì rõ ràng qua những câu chuyện mà Dũng kể qua đó thì thầy rất là khó chịu, nó đã diễn ra rồi, đó là cho thầy biết cái cảm giác. Để chứ khi mà thầy mà không biết cảm giác thì thầy cứ nói tiếp tục nữa. Trời ơi, đến nỗi mà nói mấy cái chuyện mà không dính dáng gì tới, cái chuyện bắt nhã nó mới như sư cô giờ đi tu mà còn đi làm business này nọ đó, có dính dáng gì tới chuyện bắt nhã hay không, đâu có dính đâu, đúng không? Rồi còn riêng về anh Minh Giang cũng vậy nữa, nói Dũng thì cũng đâm mười mấy nhát, rồi Minh Giang đâm không biết cái gì hết cũng đâm 4-5 nhát gì đó. Thì có điều ấy là vậy, thì cái đó ngôn ngữ của thầy. Thì cũng là cái như anh ở bên mới vừa nói đó, thầy cứ ban đầu thì trách móc quá trời luôn, rồi sẵn sàng tha thứ này nọ các thứ, chỉ cần Dũng gọi lại thì thầy tha thứ hết bỏ qua, nhưng mà khúc sau thì lại là xin lỗi, rồi xong cũng vậy, là cứ qua đời này qua đời kia qua đời nọ thì thôi. Dũng nghĩ là Dũng cũng không có gọi là thù oán gì, tại người dân nước lã thôi mà, đúng không, hoàn toàn người dân nước lã đó Dũng, và trong cái duyên mình gặp thôi. Và dĩ nhiên cũng không có muốn là giữ cái khó chịu trong người làm gì đến một lúc nào đó, nhưng mà lúc nào thì cái đó là để có thời gian Dũng phải cần tỉnh lại, bởi vì không hấp tấp trong cái vấn đề này, bởi vì nó quá nhiều lần xảy ra rồi. Còn cái chuyện quý vị có thể ghét Dũng tại vì nói là Dũng đệ tử thầy giờ phản thầy này kia đó, nó chỉ là bôi xấu nói xấu, khi là một cái chuyện không có nói thành có mới là nói xấu. Còn cái chuyện nói thật là nó khác, nói thật là nó khác nha quý vị phải phân biệt Dũng như đó thôi là đủ rồi, Dũng không cần nói gì thêm. Tại vì giống như thầy nè, thầy nói Dũng đâm thầy mười mấy nhát, thầy chửi thầy, cái đó là thầy nói xấu con của thầy, con không có làm như vậy, mà thầy nói vậy là over cái mà nó đã diễn ra. Còn con nói thầy là ngược lại, một cái là nó thiệt và một cái là over. Dạ vâng, đó là sơ nét như vậy thôi. Còn Dũng không nhắc thầy Minh Tấn trong cái show này. Nghĩ rằng trong thời gian này thì mọi người mấy đêm nay cũng khó ngủ, không phải dễ ngủ đâu, tại vì ai cũng biết rồi, gần gũi lắm, thân thiết lắm. Thầy cũng nói mà, thầy còn nhớ Dũng nấu phở ngon, nhớ mấy đứa nhỏ trong nhà dễ thương, nhớ bao nhiêu kỷ niệm, quý vị biết là quá trời nhiều đi chứ. Còn một cái cũng may mắn là thầy dùng cái chữ là win-win. Đối với thầy, thầy lên channel này Dũng có một cái công việc làm có view, còn thầy ngược lại thầy truyền bá đúng đời mà, lúc nào cũng vậy hết trơn á, chứ không thể nào nói mà Dũng đâu có tiên Phật, đâu phải là sống mà thở không khí, ăn không khí đâu. Dũng cũng phải có thu nhập, làm chuyện này chuyện nọ, nhưng mà nên nhớ cái vấn đề là nhiều người thấy rằng ô làm YouTube này tiền nhiều lắm, làm đi, làm mà phải làm đều nha, một tuần làm 1 lần, khen tháng làm 4 lần hoặc là hơn đó, thì cứ việc cứ làm, điển hình là giờ có người làm ở đó đâu sao đâu. Còn cái được nghĩa là thầy dù sao đi nữa thầy cũng ghi nhận là có đó có công đóng góp của Dũng, ít ra con cũng có nghe cái đó thầy, con cũng vậy, con cũng ghi nhận cái sự đóng góp của thầy, cái lòng của thầy đối với channel này, từ cái chuyện mà logo thầy nói hồi xưa nó không phải màu đỏ như vậy, hồi xưa cũng là màu trắng, nhưng mà thầy cái màu đỏ đó là thầy ý kiến của thầy đó, đúng chứ không có sai, còn bao nhiêu thứ khác nữa. Nhưng mà không có vì vậy mà khi gọi là cái chữ gọi là thầy hay là sư phụ gì đó, Dũng hay nói đoạn đầu á, Dũng sẽ ngừng cái chữ sư phụ từ khi nào. Tại còn nói cái chuyện mà vô nhà rồi quy y này cái các thứ á nha, là một câu chuyện nó dài nữa, Dũng có quay phim mà. Dạ. Còn quỳ ở trước mặt thầy là Dũng không quỳ nha, không có à, không có. Dạ.
rồi như có thể là vì giúp thầy rồi thì là thầy cầu nguyện này nọ cho cái cuộc sống Dũng nó khá giả hơn thì yes, cũng có thể tin được như vậy. Mà Dũng nghĩ well, Dũng cũng giúp thầy biết bao nhiêu chuyện, nhiều thứ lắm, mà thầy chắc chắn là thầy phải biết từ cái chuyện gửi kinh sách, từ cái chuyện mà tự nhiên ở ngoài đâu có ôm cho mình, nó hay quay thầy kể thì mình sẽ bị mất phước, mình không kể. Nhiều khi thầy cũng có thể chịu khó Dũng nữa, thầy cũng có những cái phần gọi là lợi quả cho Dũng nó có chứ không phải là không. Nhưng mà kể ra thì đâm ra thầy trò mình còn cái gì nữa thầy. Dạ, thì đấy, sơ sơ cho mình nhìn thấy. Dũng biết là thầy giống như có nhiều fan cứng lắm. Dĩ nhiên mình khi lên nói điều đó đó là biết là thế nào cũng bị gọi là phản ứng ngược. Tuy nhiên mình bức xúc ở chỗ là mình đang sống ở Mỹ, thầy bự như vậy nè, mà thầy đi lên miêu riêu cô sư cô Bích Liên cũng chẳng cần biết là quá khứ gì cái gì, mình thấy hiện tại thôi, thấy hành thấy quê này ở bên Mỹ mà quý vị giống như quý vị ăn hiếp người gái á, là thấy quê đó. Còn nói chi mà đứng giữa trời giữa chùa la bể trời, mà cái đó để mục đích làm gì, đúng không? Nó phải làm cái gì cũng có mục đích. Thì đúng ngay đêm đó thầy đi trả giá chùa Bát Nhã cùng với một đệ tử, hai đệ tử của thầy khác, đệ tử YouTuber của thầy đó, đi qua làm livestream ở bên bác sĩ Marco Đào, ai cũng thấy hết trơn rồi. Có chuyện mua không được hay không, bao nhiêu số tiền, thực ra thầy cũng kể Dũng rồi, nhưng mà Dũng không có làm, tại vì Dũng thấy điều đó nó không có thiệt trong cái suy nghĩ Dũng thôi. Còn cái chuyện ai có thể cho từ 8 triệu tới 10 triệu là chuyện khác ha, cái chuyện đó của thầy con không biết, nhưng mà trong đầu con không có nghĩ thiệt. Giống như cái chuyện làm tượng hay là lá cờ của thầy đó, con không nghĩ thiệt, thành ra con không có giúp thầy thôi. Đâu thể nào nói là thầy của con, rồi cái gì thầy nói con cũng nghe. Mà khi thầy có nhắc hồi đó cái bọn sư phụ sao này, cái không kêu bằng thầy, không kêu sư phụ, nó kêu bằng thầy, nó như thế này, tự nhiên lá cờ của thầy nhớ không à? Tại vì này, thầy vô á, thế thấy là thầy quy hết trơn nhà, mà trong khi má của em á, là hồi xưa là Hòa Thượng Thích Nhất Nhiên, quy y, có tên pháp danh đàng hoàng, má con có nói đây không, đúng không? Nhưng mà thầy vẫn over cái đó, Hòa Thượng Thích Nhất Nhiên là sư phụ của thầy đó, rồi má con cũng ok luôn, đấy, rồi cho tới khi mình lên, có thấy thầy sau này cái những cái ý tưởng của thầy nó khác quá đi. Mà bây giờ ví dụ cậu với sư phụ hiện nãy giờ cự lộn, hai thầy trò sư phụ cự lộn, người ta chửi con đầu tiên, nó chửi thằng này trước, chứ hơn nữa trên truyền thông đó thì cái đó nó rất là tế nhị. Thầy con nói thầy ví dụ như thầy trò mình để nói chuyện được, chứ còn lên truyền thông vậy một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ con ra gì con. Rồi bây giờ con có những cái ý kiến của con thì con không phản kháng lại thầy không được, bây giờ phe đi, giờ mình lên mình ví dụ lá cờ một bên một đỏ một bên một vàng, là thầy muốn hòa hợp người dân trong nước chứ hải ngoại này đỏ đó. Con nói cái chuyện này nó mơ hồ lắm, bao nhiêu rồi không có được đâu, nước chứ dầu nó không có thể nào hòa tan được. Mà thầy nói thầy tin hoặc là thầy muốn ở trong cuộc đời thầy làm được điều đó thì ok, con ok với thầy. Nhưng lên đây là phải hồn mai nó giữ, con là xác định với thầy, con người sống bên đây, cộng đồng con sống ở cộng đồng ở đây, con không thể nào làm cái bậc ý nghĩ giống như thầy được. Thì từ đó là con trả lời thầy bằng thầy. Và sau khi cái bữa livestream nó lên là quá trời người chửi nhất là người bên Úc. Mà ngày hôm đó con có ở ngoài cái lúc đó anh Nam Quang có cái studio đối diện Phú Lộc Thọ đó, trong đó là còn anh nhớ trong đó là bữa đó có anh Thái Lê Diệp, nghĩa là những người có mặt ở trong đó thôi, hiện mở speaker thì người vợ chồng bên Úc chửi thầy không ra cái giống gì hết. Rồi sau đó thì về con có kể thầy nghe, thầy nói ok, không sao cả. Người chửi thì có, mà người ủng hộ cũng có, yes. Nhưng mà con thì con không ủng hộ cái tinh thần đó. Nói chung là vậy. Dạ thì dông dài một tí, nhưng mà dĩ nhiên con không muốn để cái buồn phiền nó nằm ở trong đầu đó thầy. Thầy hôm qua thầy đọc cái câu là buông xuống đi, hãy buông xuống đi. Phiền não sân sư dĩ làm gì. Con nhớ cho nghe chứ, những bao nhiêu kỷ niệm. Mong là con sẽ gặp được một người mà để con nương tựa tinh thần. Chứ con không phải là nương tựa vật chất, nhất là vấn đề về đạo, về tâm linh. Chứ thầy vội vàng quá khi thầy nói là bởi vì sư cô Bích Liên giống như có tiền rồi con theo này kia thầy. Con có duyên làm việc với sư cô Bích Liên trước thầy rất là lâu rồi. Đúng không? Từ cái khi mà chùa Bát Nhã là đi về cái chỗ mới đó, là con đã biết trước đó là sư cô là người làm thường có cái doanh nghiệp. Còn thầy phía sau này, rồi thầy đổ ra cái vì tiền trả tiền con làm này nọ, có những câu chuyện thầy trò mình kể đúng có, là ví dụ như đi lợi quay thì sư cô biết chuyện mà lì xì này có, là chuyện rất là bình thường.
Nothing for free, không lẽ nói vậy, nhưng mà được cái thầy khác định là con làm cho thầy, con free hết cho thầy đó, thầy khác người ta đó đúng không? Dạ, dạ thôi, hôm nào con sẽ gọi thầy, nhưng mà chứ không phải là hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị nghe chia sẻ, có điều nó hơi riêng tư, tuy nhiên thì khán giả channel TV Media cũng đã biết quá nhiều qua câu chuyện của thầy Thích Minh Tánh ở trên channel này và những cái gì hiện tại, cũng như là quý vị có thể nói dụng rất là nhiều thứ. Phụ bà ấy gì giống như là mặt dày ba bốn mặt, bốn mặt tám mặt luôn, người ta hồi xưa có hai mặt, bây giờ ông Dũng này bốn mặt này kia, là quyền của quý vị. Và Dũng cảm thấy rằng Dũng không có feel guilty nha, không có feel là mình thấy là hối hận, không. Dũng phải cần có những tiếng nói, Dũng có cần như vậy để thầy đứng lại đi, nhất là thầy với sư cô, khi mình nói ra thì cùng một sư phụ mà thầy này đàn ông nữa, tướng của thầy gấp 3 lần sư cô Bích Niên á. Hay ho gì đâu, đối với con không hay ho, mà chưa nói là thầy là kể là thầy giang hồ. Con nghe kể là dân giang hồ, khi mà cái chuyện cái giang hồ là giang hồ, nhưng mà chuyện ngoài đời đó, người ta sẽ nai gấp đôi người bình thường. Con nhớ là như vậy. Tại thầy biết thầy qua Hà Quai đúng không? Con đã nói với thầy những cái mối con quan hệ bệnh đúng không? Thầy biết hết trơn, con không muốn kể trên dòng sống này. Thầy đã liên lạc với cái chỗ mà con làm việc ở bên đó, là dân đó là như thế nào thầy biết rồi. Đúng không? Thành ra là con không nói, không nghĩa là không biết. Dạ. Dạ thôi, em trở lại. Đấy, mời bác Tony dạ. Kết lại. Nhân đây Tony Bùi cảm ơn TD Media của anh Tiến Dũng đã cho chúng tôi cơ hội hôm nay để trình bày tiến trình của vụ kiện ban quản trị chùa Bảo Quang, để cho đồng bào biết rõ là chúng tôi tiếp tục theo đuổi vụ kiện này để làm sáng tỏ, để lấy lại công lý, công bằng về sự thật cho chùa Bảo Quang, nhất là thi hành đúng cái ước nguyện của thầy Quảng Thanh, chùa Bảo Quang là tài sản chung của tất cả mọi người Phật tử đã từng đóng góp, cũng như là những người từng lui tới chùa Bảo Quang, chứ không phải chùa Bảo Quang trực thuộc một nhóm gia đình quản trị nó theo cái tinh thần gia đình trị, mà làm tiếp tục làm như vậy thì chùa Bảo Quang sẽ mất về tay ai? Về tay chính quyền, sẽ giải tán cái ngôi chùa đã xâm phạm tài sản chung của đồng bào nhá. Do đó chúng tôi luôn mở cửa một cái cơ hội để những người trong ban quản trị hiện tại, nhất là gồm có ông Bạch Hoàng Lộc và cô Bạch Hoàng Christy là tổng thư ký và thủ quỹ, cùng với ông CEO là thầy Thích Thông Hải, hãy ngồi đến tìm cơ hội, chúng ta cùng ngồi lại với nhau để tạo ra một cái giải pháp tốt đẹp, để không tốn tiền cúng dường của Phật tử, trả tiền cho những luật sư mà phía bên ông Bạch Hoàng Lộc đã tốn hơn mấy trăm ngàn trong mấy năm qua. Đó là chúng tôi luôn mở ngõ để có một cái giải pháp tốt đẹp, ôn hòa, giúp cho chùa Bảo Quang của chúng ta cải thiện lại, tức là restructure đó quý vị. Restructure là cải tổ hành chánh và tài chánh để cho nó tốt đẹp hơn, để nó cho nó không vi phạm luật của liên bang và luật của tiểu bang, và đồng thời tạo cơ hội cho tất cả đồng bào Phật tử cùng được dịp lui tới chùa Bảo Quang để học hỏi giáo lý nhà Phật, để tu tâm dưỡng tính, để giải bớt những cái phiền não, và đồng thời cũng là tạo ra môi trường tốt cho những hương linh, những vong linh đã và đang trú ngụ tại chùa Bảo Quang. Chúng ta phải bảo vệ tất cả những người đó, người sống cũng như người chết, và bảo vệ luôn cả di sản của thầy Thích Quảng Thanh không bị mai một đối với những việc sai lầm mà chúng ta cố tình tạo lầm lỡ ra, thì chúng tôi sẵn sàng mở cửa để chúng ta cùng ngồi lại để giải quyết những sai lầm đó. Và số điện thoại của tôi, nếu quý vị cần liên lạc, là 714-487-8593, 714-487-8593. Trong đây có khán giả là Owen Mai, thì nói là rất ngưỡng mộ ông Tony đã vì sự công bằng, chính trực và đã đương đầu với thử thách để tìm ra công lý cho bá tánh và Phật tử. Một khán giả là dạ, như vậy cảm đó. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn những lời... Cũng vậy, hình như là cũng khán giả là Hoang Hoàng thì nói là Dũng đừng nên đem cái chuyện riêng của thầy
đừng nên mang lên diễn đàn này nữa. Thì trong khi đó phía trên thì quý vị lại hỏi là ông Đỗ Bình Dũng là chửi ông Minh Tánh vậy này nọ nọ, thì cũng quý vị nói thôi, cũng nói cũng đâu có nói thì Minh Tánh trong chương trình ơi, mà tại quý vị nói thì mới trả lời, bây giờ kêu nói là đừng có đem ra diễn đàn này nữa. Ủa là sao vậy? Nói không có giống như đầu này sao bật ngược lại, giống như thầy mới đầu thầy nói vậy sao mà thầy bật ngược lại bao nhiêu channel rồi, đâu muốn nhắc đâu. Dạ. Dạ. Thì cũng vậy luôn ủng hộ ông Tony. Dạ, Dũng coi có câu hỏi nào. Dạ, nói chung thì ngày hôm nay có một tin rất là mới liên quan đến chùa Bảo Quang. Thực ra là cái show này khi mà cũng đưa lên như vậy đó thì được rất là nhiều người đã quan tâm, mong muốn là được xem, nghe nội dung, và thậm chí là cũng nghe cái cuộc điện thoại của người khác, người khán giả người ta gọi về á. Đa phần nha, cũng không thấy ai mà nói là chú Tony có thể thắng trong cái khay này, hoặc là cái sự gọi là mong muốn của chú á sẽ thành hiện thực, giống như là cái chuyện này ông Tony làm chuyện xin lỗi giống như đùa bu rồi đó này nọ, nó nói ủa nhưng mà ở trên tòa cấp trên, không lẽ giờ tòa cấp trên nó sai mà em nói em đang ở Mỹ mà. Yeah. Thì nó theo tương tự em chỉ biết là ok em cãi hôm cãi ngang luôn là em chẳng biết em cứ dựa vô giờ tòa cấp trên người ta đã bắt cấp dưới, em chỉ biết vậy thôi. Còn nói phân tích quý vị, họ phân tích quá trời luôn mà quý vị gọi là nhìn thấy này, cái người mà gọi Dũng cầm lê nói đó, thì có thể qua cái clip này là rõ ràng cái kết quả là gì, là tòa cấp trên đã đồng ý với những yêu cầu của ông Tony một lần nữa nè nha. Chứ còn cãi Dũng thì Dũng có cãi cũng không biết luật đâu. Bây giờ đi Đô Vinh tóm lược ha. Dạ vâng, em mời anh ạ. Với nhau cũng 2 tiếng rồi. Dạ vâng. Bây giờ nói thắng và thua đi. Dạ. Ông Tony Bùi cũng thắng là ông thắng cái gì? Thắng thì được cái gì chứ? Dạ vâng. Và thua thì mất cái gì? Vâng. Ha. Thắng đó thì chúng ta được những bằng chứng được phơi bày. Dạ. Sự kiểm toán, thanh tra, thanh lý nó minh bạch. Dạ. Và mọi người sẽ nhìn vào đó và tự rút kinh nghiệm và kết luận và bài học để từ đó mình lớn lên. Chúng ta ở Mỹ 50 năm cũng còn đang lớn lên. Thì trong những cái cơn đau đớn này đó là mình đang lớn lên đó. Growing pains. So hôm nay tôi gửi quý vị cái thông điệp rất là hoan hỷ và rất là mừng cho quý Phật tử đồng hương chúng ta đã nhìn ra vấn đề từ trước khi ông Tony ông mới đâm đơn kiện đó. Thì cứ tưởng là ông phá rồi mà ông làm cái chuyện vô bổ bu á là không hay, nói chung là 10 người hết 9 người không có tác dụng rồi. Nhưng mà theo thời gian, không phải là ông giỏi thuyết phục gì cả, nhưng mà khi quý vị cảm nhận và được cập nhật và tìm hiểu và biết thêm cái quy trình pháp lý và lý do ông kiện những ai, thì đa phần bây giờ tôi nghĩ dư luận thuận lợi cho ông Tony. Và hôm nay chúng tôi chia vui với quý vị rằng quan tòa đã cho chúng tôi một thắng lợi, đó là bảo lưu cái lệnh của tòa trên là phải có một sự kiểm toán, kế toán đầy đủ. Vậy thôi, không bị giới hạn, không bị bịt miệng, không bị dẹp bỏ. Và bên đối đương sự họ đã đánh từ đầu tới cuối là để dìm cái case này. Thứ nhất, họ đánh cho dismiss, bãi nại, là đóng hồ sơ lại luôn, không có kiện cáo gì hết. Thì quan tòa dưới đã xử như vậy một lần rồi. Cũng chính ông Judge Glenn Sauter, tại vì chắc có lẽ ông chưa nắm hết những tình tiết và ông nghĩ rằng cái chuyện này khui ra có khi nó không hay, nó phô bày những chuyện đáng tiếc, unfortunate. Thì ông cũng tế nhị lắm, ông cũng thương người tị nạn chúng ta, người di dân là mới tới đây, những cái lùm xùm trong các nơi bất vụ lợi thì đâu có hay ho gì đâu. Cho nên ông cũng theo cái cảm tính ông nữa chứ không phải lý trí không đâu. Thì ông nghĩ hợp tình hợp lý thì thôi, không có tiến hành được. Nhưng mà tòa trên á, ba vị quan tòa họ nhìn xuống họ thấy không được, cái chuyện này không làm sáng tỏ thì nó cứ xảy ra hoài. Và như vậy cộng đồng mình sẽ không lớn lên được. Nó phải có những cái tiền lệ. Thế là bây giờ thì mình hơi yếu kém đi, thì mình kéo cho nó mạnh mẽ hơn. Vì hội đồng quản trị này nó mismanage, nó làm chưa đúng thì thay người đi, đấy, thay nhân sự đi làm tốt hơn. Chứ không phải hủy diệt cái chùa hay là hủy diệt một cái tổ chức bất vụ lợi. Không phải, tòa án là họ muốn giúp cho mình lớn lên trong cái ý thức về pháp luật.
lớn lên trong cái khả năng quản lý, lớn lên trong cái cung cách đối xử với nhau công bằng, lớn lên trong cái sự phân biệt giữa công và tư, lớn lên trong cái đạo đức con người với nhau, không có bằng tiện, không có lợi dụng, không có ích kỷ mà phải vị tha. Đó là tinh thần của người Mỹ đó. Họ sáng lập cả một cái quốc gia hùng mạnh thứ nhất thế giới mấy trăm năm nay đó, là căn cứ trên những giá trị đạo đức chứ không phải là hoàn toàn là pháp luật không. Hiến pháp Hoa Kỳ đó, nó rất là tình tiết và rất là nặng về đạo đức nữa. Cho nên luật không chỉ là những cái điều lệ mà không có suy nghĩ, không quan tâm về đạo đức. Sai. Cho nên hôm nay tôi chính thức lên án, tôi lên án luôn những người luật sư đang đại diện cho các bên đương sự mà chưa xuất hiện, chưa làm sáng tỏ vấn đề. Tôi lên án luôn. Vì ngoài cái vai trò chuyên môn của quý vị còn có lương tâm, lương tri và hành xử theo đạo đức. Tôi đòi hỏi và pháp luật đòi hỏi, cũng như nước Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt phải đòi hỏi. Chính tôi khuyến khích bà xã tôi lên nói. Yes. Tôi khuyến khích, tôi tạo điều kiện, tôi nhượng bộ. Ok. Ai có nói bà thế nào, giỏi thế nào, chơi bấy nhiêu thì tôi chấp nhận. Bông hồng nào chẳng có gai. Bà thì sáng sủa bao nhiêu thì tôi gai gốc bấy. Đúng okay. Rồi. Nhưng tôi nói này, bà cũng vì cái lương tâm thôi. Dạ. Vì cái đạo đức nghề nghiệp thôi. Chứ không nói là bà lên đây bà nói hoàn toàn chuyện pháp luật đâu. Bà còn nói rằng những người mà không nên nói thì đừng nói, bởi vì có thể là họ nói đó, bằng chứng hay là để họ là những cái đương sự mà họ là thành phần thứ ba, third party, họ không phải là nhân chứng trực tiếp như tôi nói, họ không phải là first hand witness, thì những gì họ nói là hearsay. Thì theo cái ý niệm của bà về pháp luật cũng như là về đạo đức nữa, là những người mà không có phần sự nói đừng nên nói, mà nói thì phải là cái đương sự hoặc là những người chính thức đại diện thì nó mới làm sáng tỏ, bằng không thì nó sẽ là gây thêm hoang mang. Thì cứ thấy chúng ta mấy tuần nay vẫn hoang mang, và cho tới giờ phút này không ai biết ngày 26 tháng 3 chuyện gì sẽ xảy ra, ngày 4 tháng, ngày 5 tháng 4 chuyện gì sẽ xảy ra. Không ai biết hết. Như vậy cái sự bưng bít đó, cái sự mà tôi gọi là tất trách đó, cái sự mà tôi gọi là thất đức đó, là cái im lặng, cái bưng bít, cái khỏa lấp, cái che giấu, cái hèn nhát, cái tồi bại của quý vị, là không có cái đủ cái lương tâm, cái xương sống để đứng trước công chúng và công khai. Tôi chưa nói là nhận lỗi, nhận tội, xin lỗi cả, nhưng phải giải bài tâm sự, nói cho rõ và nói cho thật, chứ không nói dối nha. Ông này ông ngồi đây ông không có đưa tay tuyên thệ, nhưng mà quý vị nghĩ ông không nói thật thì quý vị đối chất đi. Ông nói từ lương tâm và trái tim của ông những điều thật, và tôi khuyến khích ủng hộ ông. Chứ ông nói sai, ông nói dối, không có tôi đâu. Không có, tôi không ngồi kế bên người nói dối đâu. Và truyền thông báo chí có một cái vai trò. Truyền thông báo chí tôi cho là thiên chức, vậy rất là nhiều người cho là thiên chức. Các ông tới nói là ôi, truyền thông là phải thị phi rồi, dư luận là thị phi rồi. Sai. Không cứ để làm truyền thông là phải mang tiếng thị phi, hay là phải đi bèo réo nói xấu người khác, kích người này nói xấu người kia, chửi người đó. Đó không phải là vai trò thiên chức của nhà truyền thông. Thiên chức của nhà truyền thông là đưa tin cho trung trực và tạo điều kiện cho nhiều khuynh hướng khác nhau. Và tôi đồng ý hoàn toàn 1000% với anh Tiến Dũng. Tôi phản đối những ai uy hiếp người khác, bully, những cái khuynh hướng mà nói sai sự thật. Hôm nay anh Tiến Dũng cũng đính chính nhiều điều lắm đấy. Vì sự thật đó vẫn là sự thật, phải được tôn trọng. Và không lấy thịt đè người, không to mồm để uy hiếp người khác nữa. Không có xuyên tạc bạ lị rồi xúc phạm rồi xin lỗi, xin lỗi lại xúc phạm rồi lại xin lỗi nữa. Đó không phải tư cách của người bình thường, chứ đừng nói là một tu sĩ hay là một nhà đạo đức. Bớt giang hồ đi, bớt giang hồ đi. Đừng có đổi lớp thầy tu mà nói chuyện giang hồ. Thà đó là thằng giang hồ mà biết đạo đức, còn hơn là khoác cái lớp áo thầy tu mà hành xử như giang hồ. Tôi lên án. Và tôi lên án tất cả những người bully, uy hiếp người khác, quy trách nhiệm cho nạn nhân. Tôi phản đối 3 lần tối hôm nay. Nghe lại đi. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho nạn nhân hết. Nạn nhân là nạn nhân.
từ bé đến lớn lấy chồng, đến khi có con và gia đình cha mẹ họ đã là nạn nhân hết rồi. Quý vị nào chưa trải nghiệm ra thì mô Phật, cảm ơn đội trời Phật là mình chưa phải là nạn nhân. Phải thông cảm và yêu thương cho những nạn nhân. Phải nâng đỡ người yếu, người thấp cổ bé miệng. Không bao giờ đứng về phía những người mà mã quân mã quyền mà uy hiếp người khác, to mồm, mắng mỏ, chỉ vô mặt người khác. Là sao vậy? Là những thằng lưu manh, những thằng giang hồ. Mà đối với nó là đấm vào mặt ấy. Vì thái độ lưu manh, thái độ giang hồ, nó xuyên xỏ chỉ vào mặt tôi. Thì tôi phải tự vệ chứ. Tôi phải lên tiếng để anh back off, để anh ngưng và anh đi chỗ khác chơi. Những người có cái con hướng đó, có cái tánh tình đó, không thể ngồi với tụi này đâu. Chúng tôi không nói chúng tôi là người thánh thiện hay đạo đức hay tốt hơn ai hết, nhưng mà tối thiểu chúng tôi có cái căn bản nhà truyền thống đó, không có chấp nhận những cái khuynh hướng mà nó quá tiêu cực đi, nó hại người khác thì làm sao chấp nhận được. Hay là đi lên đây mà ngồi mà nói dối mà chạy tội mà bao che mà mỹ dân mà hướng dẫn sai dư luận thì tôi phải nói là anh đang hướng dẫn sai dư luận đấy, anh mỹ dân đấy, tôi cảnh cáo anh đó. Tại vì anh tiếp tục cái luận điệu đó mà anh không phải là nhân chứng, anh không phải là người trong sự, trong cuộc, anh chỉ nhắc lại, lặp lại thôi, tức là hearsay hay là những lời đồn đại, những gossip, những rumor thì không nên. Đây là đương sự Tony Bùi này, nguyên cáo đây. Hiện hình nguyên người đây. Chứ không phải như những người mà lẫn trốn, núp sau những luật sư, rồi những luật sư hèn hạ, thất đức, không dám ra mặt luôn. Bao che cho thân chủ mình mà không có trách nhiệm trước công chúng, không ý thức được vai trò của mình, không chỉ là luật sư ăn tiền cải trắng ra đen đống bạc đống toạc tờ giấy. Những luật sư đó sẽ đi xuống địa ngục. There's a special place in hell for that kind of lawyers. Okay, I'm talking to you. You have the responsibility to answer to the public. You, the attorney, for the defendants and the perpetrator. You need to advise your client to do the right thing. And the right thing is to speak up, show up, to make sure that every dollar is accounted for. And what you take from the public, you must give back to the public. Công là công, tư là tư. Của mình là của mình, của công là của công. Không tiêm đập của công làm của riêng rồi. Okay. Những cái chuyện đó, đó, trời không tha, Phật không dung. Gian lận, fraud, yes. Nó nhiều hình thức fraud lắm. Real estate fraud, charity fraud, và legal law fraud, economic crime sẽ bị phô bày ra hết. Yes. Nếu mà quý vị tin ở nghiệp, ở karma đó ha, thì chạy trời không khỏi nắng đâu. Nếu ai chạy trời không khỏi nắng. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, đặc biệt là cảm ơn ông Đỗ Vinh cũng như là ông Tony đã lên cập nhật những sự kiện diễn ra ở chùa Bảo Quang. Và sáng nay thì cũng nhắc một lần nữa là trên giấy tờ đó, hiện tại ở bên chùa Bát Nhã đó, quý vị những ai mà có liên lạc về, muốn liên lạc về thì cứ liên lạc ở ông Lê Tấn Quỳnh. Địa chỉ ở phía đây quý vị, phía dưới nè. Và đây là những người thành viên của Board of Directors trong ban điều hành của họ. Thành ra là giấy tờ này nó được ký vào ngày 1 tháng 3. Có nghĩa là ai liên quan muốn hỏi, đặc biệt là liên quan đến tro cốt, hương linh, anh linh, di ảnh này nọ đó, thì quý vị cứ liên lạc về, theo như trên giấy tờ thì ông Lê Tấn Quỳnh là ông là người chịu trách nhiệm. Bây giờ đây, Đỗ Vinh tuyên đoán hai điều quý vị ghi nhớ nha. Sau ngày 26 tháng 3, sau ngày 5 tháng 4, chuyện đã rồi. Hội đồng quản trị còn, chùa Bát Nhã trên danh nghĩa còn, cơ sở và tài sản bất động sản của chùa không còn.
Và những người chủ mới bán sẽ bán không dưới 10 triệu đồng. Wow, wow. Quý vị để xem tôi nói có đúng hay không. Từ từ xem. Dạ. Yeah. Không dưới 10 triệu đồng. Dạ. Thì đấy, hôm trước thì bác sĩ Ba Cô Đào cũng là nói đó, phải đúng giá. Và giá đó là giá gì mình chưa biết được. Dạ. Có chỉ xem một cái clip mà thầy Minh Tánh qua nói ngõ giá với bên ông Michael Đào đó, thì ở bao là khoảng đâu 7-8 triệu gì đấy à. Anyway thì ông Michael Đào cũng vậy, là cũng không phải là người sở hữu của miếng đất này, ông chỉ nói thay cho người anh của ông mà thôi. Và thậm chí là ngày hôm nay thì em nói chuyện với luật sư Đi Ra Nguyễn á, thì luật sư Đi Na nên nhớ một điều nữa là ông chồng cũng không phải là chủ nữa. Ông chồng của bà, nghĩa là anh ruột của ông bác sĩ Michael Đào cũng phải là không phải là chủ đó, bởi vì trên giấy tờ á là người vợ của ông là đứng tên ở đây đấy. Đó, thành ra là nó qua một cái câu chuyện khác nữa, là không phải là người trực tiếp, nói chung là vậy. Nhưng mà một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều đã quan tâm theo dõi những phút vừa qua. Quý vị ngày hôm nay thì điện thoại không có người gọi, hay nhầm bữa anh biết hôm trước á, lên với chị thì miss call thôi nha, là 20+ cuộc điện thoại bắt không kịp á, trời ơi gọi quá trời, thì bữa nay lại khác. Anyway, giờ sau nữa đưa đến quý vị những cái thông tin cập nhật nhất liên quan đến chùa Bảo Quang hoặc là chùa Bát Nhã, là niềm vui chung của tất cả những người thực hiện chương trình này. Và có mời chú Tony là ví dụ như chú đã trình bày là cái hiện tại đó là tòa nó đã yêu cầu phía bên kia phải minh bạch quá này nọ, rồi họ có đưa thời gian cho đến khi nào mà chú trở lại tòa nữa không ạ? Dạ, trong một thời gian ngắn thì chúng tôi sẽ luật sư của bên đại diện chúng tôi sẽ trình cho quan tòa biết là chúng tôi đòi hỏi những cái giấy tờ về tài chánh hành chánh gì mà nó không vi phạm vào quyền sở hữu riêng tư của những người đóng góp vào chùa. Và chúng tôi hy vọng rằng với những cái gì mà chúng tôi tìm được thì sẽ truy ra được những cái lỗi hành chánh và tài chánh mà một số người trong ban quản trị đã cố tình vi phạm, và chúng tôi tạo cơ hội để quý vị sửa đổi. Nếu không thì cái việc này sẽ đi đến một cái kết quả không tốt đẹp cho những người phạm lỗi mà không chịu hối lỗi và không chịu sửa đổi, chung nhau để sửa đổi. Sửa đổi cái gì? Là trước tiên là phải giải tán ban quản trị có tính cách gia đình trị. Thứ nhì là mời gọi tất cả những người Phật tử đã từng đóng góp vào trong chùa Bảo Quang có một cái buổi đại hội khoáng đại, rồi từ đó họ, những người có những lá phiếu để bầu nên một cái ban quản trị, một ban hội đồng khoảng gần 20 người chẳng hạn, rồi sau đó có một cái hội đồng đó mới tạo ra một cái ban quản trị ít nhất cũng khoảng từ 7 đến 9 người, để tránh cái trường hợp gọi là lợi dụng, để tạo ra cái cách gọi là check and balance, kiểm soát và quân bình chi tiêu cũng như sinh hoạt của chùa Bảo Quang, thì lúc đó chùa Bảo Quang mới đứng vững và mới phát triển lâu dài cho tất cả mọi người, cũng như là cho thế hệ con em, con cháu của chúng ta trong tương lai trên con đường phục vụ giáo lý của Phật Pháp. Và hôm nay tôi có quyền chúc mừng đương sự Nguyên Đơ Ngọc Tony Bùi. Thắng lợi của ông hôm nay, quan tòa đã phán quyết ông có thể tiến hành về việc câu lưu những bằng chứng thoải mái. Dạ. Chỉ có giới hạn là bảo vệ danh tánh của những người không muốn bị tiết lộ. Và chúng tôi tôn trọng điều đó hoàn toàn. Thì quý vị bước ra ánh sáng, quý vị có thể giữ kín mật, chúng tôi tôn trọng. Dạ, đúng. Mà quý vị cũng có thể công khai nếu quý vị muốn giúp cho quan tòa có những bằng chứng cụ thể, thì quý vị hãy bước ra ánh sáng làm nhân chứng trong mọi việc, chứ không phải gì trong riêng cái việc chùa Bảo Quang, mà bên chùa Bát Nhã và các nơi nữa. Chúng ta phải ủng hộ những người nạn nhân để cho họ mạnh dạn bước ra, chứ chúng ta không có dùng lời lẽ hành động để uy hiếp người khác, để bully họ, để mà tắt tiếng họ, để bịt miệng họ, không sai, không muốn làm vậy. Đây nó là thiên chức, thiên mệnh của những người làm truyền thống, là những nhà thiên chức có trách nhiệm, ý thức trách nhiệm của mình là làm xác tỏ sự thật và giúp cho những người thấp cổ bé bị có tiếng nói, chứ không phải ủng hộ giúp cho những mạ quân mạ quyền đi uy hiếp người khác. Thì tôi phản đối hôm nay.
cũng như trong những lần tới nữa. Cảm ơn Tiến Dũng và ông Tony Bùi, và cảm ơn quý vị đã cho phép quý vị chúng tôi trình bày rất là cặn kẽ. 2 tiếng đồng hồ không có cú gọi nào cũng là một sự tôn trọng đó. Tôi cũng gọi cũng không phải nói chắc gì, chỉ có trả lời những comment thì rất là quý giá. Cảm ơn quý vị quan tâm và đã cho chúng tôi thời gian theo dõi chương trình hôm nay. Xin kính chào. Xin chào quý vị. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin khép chương trình ở đây. Không quên kính chúc quý vị và gia quyến những phút giây còn lại thật an lạc. Tiến Dũng cùng với ông Đỗ Vinh cũng như là ông Thu Nì sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Good night.